cô gái này mới bị bạn trai đá, đã thế còn bắt cô gánh khoản nợ ngân hàng mấy triệu won. Vì muốn quên đi nỗi bất hạnh này, cô đã ra đây uống rượu đến say mềm. Ông chú ăn mày bên cạnh nhìn cô thì cười, trong lòng cô thầm nghĩ chú khát nước sao? Này, cầm lấy đi. Ông chú cầm lấy chai rượu rồi uống một ngụm, rồi nói với cô rằng muốn thay đổi cuộc sống chỉ có chết đi và sống lại. Vừa mới dứt lời thì cơ hội đến, một cậu bé đang đứng trên bờ nghịch nước không may ngã xuống dưới. Cô nhìn thấy nhưng không biết phải làm gì, bởi vì căn bản cô không biết bơi, hơn nữa xung quanh có rất nhiều người nhưng mà không ai chú ý đến. Cậu bé liên tục vùng vẫy kêu cứu, cô thật sự không chịu được nữa, vừa chạy vừa hét thật đen đủi sau đó nhảy xuống nước cứu người. Khi có bơi về phía cậu bé, lúc này bầu trời xuất hiện nhật thực toàn phần, bố đứa bé chèo thuyền đến cứu. Nhưng vừa đưa được cậu bé lên thuyền thì một sức mạnh thần bí nào đó kéo cô xuống dưới đáy hồ. Cô cảm thấy hôm nay là ngày chết của mình rồi, đầu óc cô dần trở đi mơ hồ, những ký ức không tốt đẹp bỗng ùa về. Cô chìm gần xuống đáy, chỉ có thể dương mắt nhìn ban ngày dần trở nên tối đi. Một người đeo mặt nạ đang cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung khiến mọi người sợ hãi chạy né sang một bên. Vị đó là tứ hoàng tử lừng lẫy, nổi tiếng giết người không chớp mắt. Bên này, có 6 vị hoàng tử đang tắm. Đúng lúc này Hesu bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, cô đã xuyên không thành công. Quần áo và đầu tóc đều đã thay đổi, cô nhìn xung quanh, tự hỏi, mình là ai, mình đang ở đâu, lẽ nào mình chết rồi sao? Trong lúc cô đang nghi ngờ, thì liền quay đầu lại thì nhìn thấy hoàng tử út cũng đang nhìn mình. Hai người chạm mắt nhau, bất giác hét lớn. Các hoàng tử nghe thấy tiếng hét thì quay lại nhìn. Lúc này một cô gái gọi tiểu thư khiến cô nhận ra là cô ấy đang gọi mình nên đã lập tức bỏ chạy khỏi đó. Hoàng tử cũng lập tức đuổi theo. Người hầu Chejiung đã đưa được Hesu ra ngoài. Suốt dọc đường đi, Chejiung cứ liên mồm gọi cô là tiểu thư, vì thế cô liền hỏi rốt cuộc đây là ở đâu, là Bắc Kinh hay Thượng Hải, hay là Seoul Hàn Quốc. Chejiung cho rằng đầu cô hỏng rồi, đây là nơi tắm rửa và giặt giũ lớn nhất ở Song A. Hesu đảo mắt nhìn, quả nhiên có rất nhiều người đang tắm, có nam, có nữ, khung cảnh vô cùng sinh động. Cô tự hỏi cuộc đời nghĩ rằng mình thật sự đã chết rồi. Nơi này có lẽ là âm tào địa phủ, thế là cô lại ngất đi lần nữa lần. Ngoài thành, một người đàn ông đang nói chuyện cùng tứ hoàng tử Oang Su. Ông ta nói người chính là con nuôi của gia tộc Kang, vậy nên hãy dành vinh quang cho gia tộc trước mặt bệ hạ. Anh cười đều, ta còn tưởng mình là con tin không chứ. Lúc vào cung, anh tàn nhẫn ra tay chém chết con ngựa của mình khiến ai ai cũng hoảng sợ, tỏ ý sẽ không quay về đâu. Khi tỉnh lại, Hesu nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ, cô cứ tưởng rằng đó là Mạnh Bà, vì thế lại càng khẳng định rằng mình đã chết. Người phụ nữ này gọi cô là Hesu, nhưng cô lại nói mình tên là Gohajin, người phụ nữ cứ tưởng là đầu cô có vấn đề. Hesu thấy vậy liền tự bấu vào tay mình một cái thì thấy đau, sau đó cô lại chạy ra bên ngoài xem xét. Lẽ nào đây là sự thật, không phải nằm mơ, cũng không phải chết. Hai người kia cũng đuổi theo, Miung vô cùng lo lắng nói là người Hesu mau đi gọi đại phu, còn cô ở lại nói chuyện. Bây giờ cô đang ở Sung A, là nơi ở của bát hoàng tử Oang Úc. Vậy đây là thời Cao Ly mà nhà nước cho phép sinh nhiều con sao? Miung nói đúng vậy, đây là Cao Ly. Hesu thầm nghĩ thôi xong tôi rồi, xuyên không mà không điện thoại thì quay về kiểu gì đây? Cao Ly năm 941, Cao Ly thái tổ Oang Gun đang trong buổi chầu, ngài hất chiếc lồng chim xuống đất, hỏi tội kẻ có âm mưu giết thái tử. Tả tướng quân lên tiếng cầu xin hãy phế bỏ chức bị thái tử của đại hoàng tử Mu, nhưng khi bệ hạ hỏi liệu có ai đủ tư cách lên ngôi cơ không? Các hoàng tử thấy thế cũng đứng ra để cầu xin bệ hạ rút lại mệnh lệnh. Hóa ra đây tất cả là âm mưu của hoàng hậu Du và tả thừa tướng muốn cướp ngôi thái tử. Hesu nhốt mình trong phòng, mơ hồ rốt cuộc mình đã chết hay chưa, đây là thực hay mơ vậy. Bát hoàng tử sau đó đạp cửa xông vào, an ủi Hesu đừng lo sợ. Hesu nghĩ bây giờ cũng không thay đổi được gì, thà rằng bản thân cố gắng sống tiếp còn hơn. Hôm sau cô đã cùng Chejiung đi dạo, đồng thời để giúp cô khôi phục trí nhớ. Cuối cùng cô cũng biết mình đang ở thời Cao Ly. Thế là cô thử kiểm tra xem mình có ổn không, cô váo hai má và phát hiện ra mình rắn chắc hơn nhiều. Đã thế lại còn không có nếp nhăn, hơn nữa da tay còn mềm và đàn hồi hơn lúc trước. Không ngờ ở quá khứ lại sướng đến vậy, Hesu lại vặn thử xương cốt, bây giờ thở thôi cũng không thấy mệt nữa. Khi hai người đi đến bên hồ, họ nhìn thấy có tỷ tỷ và một người đàn ông đang đi cùng nhau, đột nhiên Hesu cảm thấy đàn ông thời này cũng thật đẹp trai. Cô hỏi nha hoàn người đó là ai thì nha hoàn đáp ngài ấy chính là bát hoàng tử đẹp trai nhất trong lòng muội. Anh ta vừa đẹp trai, vừa nhân hậu, nhưng cô dặn hai người họ đã là vợ chồng rồi, cô và tiểu thư tuyệt đối chỉ có thể nghĩ đến thôi. Khi Hesu quay ra nhìn vừa hay lại chạm ánh mắt với bát hoàng tử, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc. Lúc này, công chúa Doan Hoa đi qua, Chejiung lập tức thỉnh an, sau đó của vội vàng giúp Hesu cúi người thỉnh an. Công chúa Doan Hoa nói dù sao cũng bị mất trí nhớ mà đến cả lễ phép cũng quên, như vậy là không ổn rồi, nhưng học lại từ đầu chắc là cũng không sao. Cô ta còn nói sẽ thẳng tay nghiêm trị nếu còn dám nhìn người đã có vợ. Hesu nhìn ánh mắt của cô ta là đã biết không phải người tốt đẹp gì, chỉ chuyên bắt nạt người khác. Cô đứng dậy mạnh miệng phản bác lại. Nói cô ta không thích thì đừng xem. Ngươi nói gì cơ? Công chúa hỏi Chejiung sợ hãi vội cười cười xin lỗi công chúa, nói rằng đầu óc tiểu thư nhà mình chưa hồi phục hoàn toàn. Công chúa trực tiếp đe dọa Hesu dám nói gì vậy?
Hai Su Hiếu Thắng đang định cãi lại thì Bát Hoàng Tử chạy đến can ngăn. Anh dẫn cô đến thư phòng để nói chuyện, thân là phu quân của chị họ cô, Bát Hoàng Tử có nghĩa vụ chăm sóc muội muội này. Hai Su đáp lại rằng mặc dù tôi bị thương nhưng dựa dẫm vào người khác không phải là phong cách của tôi. Hoàng tử bị câu nói này của cô nàng làm cho ngạc nhiên. Sau đó Hai Su cúi người hành lễ rồi bỏ chạy như một con chuột. Hôm đó, Hai Su đang làm đèn lồng, nhưng cô dán cánh hoa thế nào cũng không được, may mà có Che Ji-ung chạy đến giúp cô. Công chúa khinh thường nói nếu mấy ngày nay cô không tiện vậy về giường nghỉ ngơi vẫn hơn. Hai Su liền bảo cô ta sai mình làm cái gì cũng được, Giòn Hoa liền bảo nha hoàn đưa cô đến nơi trộn hùm, Hai Su đồng ý luôn. Mi-ung mặt đầy lo lắng, bởi vì đây là công việc dùng sức vất vả nhất ở hậu cung. Mới làm được 3 phút đã không thở nổi rồi, cô cảm thấy đau lưng, đau cổ, bây giờ cô mới nhận ra công chúa Giòn Hoa cố tình chơi xấu mình. Cô mặc kệ hồ đang đun, nhảy xuống dưới tập thể dục cho đỡ mỏi. Bát Hoàng Tử đi ngang qua nhìn cô một lúc lâu, rồi trêu chọc cô chăm chỉ. Sau khi anh rời đi, cô lập tức nằm lên phản ngủ, mặc kệ hồ có cháy hay không. Lúc cô thức dậy thì nhìn thấy một người đi ngang qua, nhìn mặt ông ta đột nhiên cô nhớ lại đây chẳng phải ông chú ăn mày lúc trước sao. Hai Su nghĩ nếu có lẽ theo ông ấy cô sẽ có thể quay về thời hiện đại. Hai Su vội vàng đuổi theo nhưng đuổi mãi mà không được. Trên đường phố tấp nập có một chàng trai cưỡi ngựa phi như bay, anh ta không thèm quan tâm sống chết của mọi người. Đúng lúc này Hai Su đang chạy trên đường. Lúc Hai Su quay đầu lại nhìn, cô liền lùi về sau, suýt chút nữa thì rơi xuống dưới suối. May mà chàng trai kịp thời nhanh tay đỡ lấy cô ngơ ngác dùng ánh mắt cười thâm tình vừa ngờ nghịch nhìn anh. Kiểu tóc này, ánh mắt này, Hai Su nghĩ lẽ nào đây chính là chân ái của mình. Nhưng mơ tưởng chưa được bao lâu, đột nhiên chàng trai thả cô ngã xuống đất. Cô đau điếng, nghĩ nam nhân thời cổ đại mà lại không có nghĩa khí gì cả. Cô liền lên tiếng cãi tay đôi với anh nhưng căn bản anh chẳng hiểu cô nói gì, lập tức quay người bỏ đi. Hai Su cầm dây cương ngựa, nói anh nghĩ mình kiểu tóc cá tính là có thể đi làm loạn sao, sống chết của mọi người mà không quan tâm. Cô còn chửi anh ta có còn là đàn ông không, lại còn vứt tôi xuống như vứt rác. Chàng trai cảm thấy cô rất đáng yêu thế là nhấc đầu ngựa dọa cô một chút khiến Hai Su giật mình ngã lăn ra. Đợi đến khi đi xa rồi Hai Su mới dám lớn tiếng chửi. Một bà thím chạy đến nói may mà cô còn giữ được mạng đấy, nào ngờ cô lại bảo bà cô mau chóng gọi cảnh sát đi. Bà thím thì nói đó là tứ hoàng tử, cô hỏi tại sao đó lại là hoàng tử được. Rốt cục cha anh ta đã sinh mấy người con trai vậy chứ? Che Ji-ung từ đâu chạy đến nói có chuyện không hay rồi, công chúa Giòn Hoa đang rất tức giận, bảo tiểu thư mau chóng về cung. Lần này toi thật rồi, tất cả mọi người đã tụ tập đông đủ. Hai Su chỉ có thể che mặt mà trốn tránh sợ công chúa tìm mình tính sổ. Lúc này nhìn cô khá là hèn, cô đứng sau cột gỗ để trốn những người còn lại. Thập hoàng tử lúc này phát hiện ra cô, hoàng tử hỏi cô có phải mấy ngày trước đến nhìn bọn ta tắm không? Đây đúng là vấn đề nhạy cảm, thân là con gái lại còn ở quá khứ, nếu nhận thì chẳng phải đồng nghĩa với cái chết sao? Cô lập tức làm mắt lác để lừa đối phương, hai người giằng co một lúc rồi vô tình khiến Hai Su làm vỡ cốc trà. Cô sau đó vội vàng bỏ chạy. Thập hoàng tử Oang Un cảm thấy không sai, nhất định đó chính là cô. Thế là cậu liền đuổi theo cô, tìm kiếm khắp nơi. Khi đi ngang qua phòng thay đồ của nha hoàn, bản tính nghịch ngợm của cậu lại trỗi dậy, thấy trên cửa có một cái lỗ thế là cậu ghé mắt vào nhìn. Nhưng đúng lúc đó Che Ji-ung quay đầu lại thì phát hiện có người nhìn trộm liền hét toáng lên. Thấy mình bị phát hiện, Oang Un vội vàng bỏ chạy, kết quả bị Hai Su cản lại và bắt phải xin lỗi Che Ji-ung. Nhưng thập hoàng tử lập tức nói sao tôi có thể nhìn một cung nữ chứ, sau đó dùng vai vế của mình ra đe dọa, hỏi cung nữ. Đương nhiên cô không dám trả lời. Thập hoàng tử đang định chuồn đi, nhưng Hai Su không có ý định bỏ qua chuyện này. Hai người nhảy vào đánh nhau, tiếng hò hét làm mọi người chạy ra. Mọi người vây quanh nhìn rồi chỉ trỏ. Đây đúng là cảnh tượng buồn cười nhất ở hoàng cung từ trước đến nay. Hai Su dùng hết sức đập một cái thật mạnh vào đầu Oang Un. Khi cô đang định tát cho cậu một cái thì tứ hoàng tử cản lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó tứ hoàng tử đi về, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ Hai Su lại đuổi theo bắt anh xin lỗi. Nếu không phải Mi-ung xuất hiện kịp thời ngăn cản, không biết cô còn định quấy rầy anh đến khi nào nữa. Tức thì Mi-ung đưa cô đi gặp cha mẹ, cũng chính là người mẹ ở quá khứ của Hai Su. Mi-ung nói coi cô như muội muội ruột mà chăm sóc, bây giờ cô lại đắc tội với hoàng tử. Tỷ tỷ nói nếu hoàng thương trách tội thì 18 đời tổ tông đều sẽ bị liên lụy. Nhưng cho dù chết Mi-ung cũng sẽ bảo vệ Hai Su. Hai Su bị những lời này làm cho cảm động, cô ngồi một mình trước mộ. Cô cảm thấy mình nhất định phải tìm cách quay về thời hiện đại. Đúng lúc này Che Ji-ung chạy đến, thấy toàn thân cô đều bẩn liền bảo có mau đi tắm đi. Hai Su chợt nhớ ra chỗ tắm hôm trước là nơi cô xuyên không về đây. Thế là nửa đêm cô một mình đi đến đồ tắm của nam nhân, cô gái này không sợ chết gì cả, nửa đêm cô lén lút chạy đến chỗ tắm của các hoàng tử. Lúc này tứ hoàng tử Oang So cũng đang ở đây, anh bước xuống nước nhìn vết sẹo trên mặt mình. Đột nhiên một cô gái từ dưới nước trồi lên. Oang So vội vàng che mặt mình, còn Hai Su thì đang ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tứ hoàng tử liền hỏi cô đã nhìn thấy gì chưa, nhưng Hai Su không dám nói gì, chỉ đứng yên bất động. Oang So bóp chặt cổ của cô, hãy quên những gì cô nhìn thấy đi, nếu không mặt cô cũng sẽ biến thành như vậy. Đây phải chăng chính là tình yêu, bởi vì trong số những người nhìn thấy mặt anh,
chỉ có Hesu là không bị giết. Lúc rời đi, tứ hoàng tử còn bất cẩn làm rơi châm cái đầu. Lúc anh đi, cô mới dám thở ra, dọa cô sợ chết đi được. Hesu đi đến nhặt châm cài đầu lên, sau đó cầm đèn lồng đi về nhà. Về đến trước cửa thì cô nhìn thấy mọi người đang đứng ở ngoài tìm cô. Dưới thời tiết lạnh giá, cô bỗng cảm thấy thật ấm áp. Tỷ tỷ hỏi cô muội đi đâu vậy, cả nhà đều rất lo lắng cho muội. Cả nhà sao? Hesu nghĩ lại lúc cô ở thời hiện đại từng bị bạn trai bỏ rơi, vậy mà giờ đây lại được quan tâm thế này, cô bắt đầu yêu thích nơi này rồi đấy. Che Ji-ung vừa lau tóc cho cô vừa nói cho cô nghe mọi thứ về tứ hoàng tử, nói anh là người giết người không chớp mắt, nhất là những người nhìn thấy mặt anh. Hesu thầm nghĩ may mà mình giữ được cái mạng này, nhưng đó chỉ là lời đồn mà thôi. Thực tế không phải như vậy. Chuyển cảnh, một người phụ nữ này là hoàng hậu Du đang ngâm mình trong bồn tắm vì muốn giết chết thái tử, bà ta luôn đợi cơ hội ngàn năm hiếm có. Trong lễ mừng đêm 30 Tết, bà ta sẽ chứng kiến tam hoàng tử giết chết thái tử trong lễ trừ tà. Lúc này, Hesu cùng Che Ji-ung đi dạo phố, cô chưa từng tham gia một lễ hội thời cổ đại nên háo hức hệt như một đứa trẻ vậy. Để lễ chào mừng bắt đầu, mọi người đứng vào chỗ của mình, Khâm Thiên dám tuyên bố các hoàng tử đã tề tựu đông đủ, nghi thức xua ma đuổi đã chính thức bắt đầu. Đây là tập tục hoàng gia nước Cao Ly, cuối năm nào họ cũng tổ chức tại chính điện. Tất cả các hoàng tử đều tham gia và mặc hồng y đại diện cho chính nghĩa. Người đeo mặt nạ bắt buộc phải là thái tử, mặc hắc y đại diện cho ác quỷ, thể hiện hàm ý là xua đuổi ma quỷ, cầu mong năm mới tốt đẹp cho đất nước. Thái phi khen hoàng thượng khéo chọn người kế vị. Đột nhiên một đám người lạ mặt xông vào, Khâm Thiên dám cho Di Mông cảm thấy có điều bất ổn liền ra lệnh bảo vệ điện hạ. Nhưng mục tiêu của thích khách chính là thái tử. Các hoàng tử xông vào chiến đấu với thích khách. Sau một hồi chém giết lẫn nhau, lũ nội gián phối hợp đâm kiếm vào thái tử nhưng chỉ khiến người bị thương. Thấy mục đích không thành, đám thích khách vội vàng bỏ chạy. Lúc này biểu cảm của tam hoàng tử rất kỳ lạ. Bát hoàng tử hạ lệnh cho người đuổi theo. Khi nguy hiểm đã được đi qua, hoàng thương vội vàng chạy đến tháo mặt nạ của người mặc áo đen. Hóa ra đó lại là tứ hoàng tử, còn thái tử ở bên cạnh vẫn bình an vô sự. Cuối cùng hoàng thượng cũng yên tâm, tuy cùng là con đẻ, nhưng tứ hoàng tử chỉ có thể kìm nén uất ức trong lòng. Sau đó anh ôm vết thương đuổi theo thích khách. Thái tử muốn đi cùng nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại. Tứ hoàng tử nhất định sẽ bắt được hung thủ, anh đuổi theo ra tận ngoài thành. Đúng lúc này lại bị Hesu đang vui đùa nhìn thấy, vì quá tò mò nên cô cũng đuổi theo. Đồng thời cô cũng muốn trả lại anh cây châm cài lúc trước. Rất nhanh tứ hoàng tử đã bắt được thích khách. Hesu đi vào trong rừng và chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ, một đám người đeo mặt nạ chết ngay tại chỗ. Cô sợ hãi suýt chút nữa thì bị phát hiện. Bên này, Wang Su đang đàm phán với thích khách, đối phương đang định nói ra chân tướng thì Hesu chạy đến phá đám. Thích khách nhân cơ hội đó liền chạy đến bắt cô làm con tin, Wang So đành phải dùng kế khích tướng. Anh trực tiếp nói mau giết cô đi, vì cô cũng chỉ là một nha đầu thôi mà, tại sao phải cứu? Đúng lúc thích khách đang mất cảnh giác, Hesu liền cắn vào tay hắn thoát ra. Nhưng khoảnh khắc ấy bị tê thích khách đã bị bát hoàng tử phi dao giết chết. Tứ hoàng tử vô cùng tức giận bởi vì nhân chứng duy nhất đã chết. Anh liền hung hăng trách móc Hesu, nhưng kiếm của bát hoàng tử đã kề lên cổ của anh. Một người hung dữ tàn nhẫn, một người lại dịu dàng ấm áp. Nể tình huynh đệ nên Oang So thả Hesu ra. Mặc dù vẫn còn sợ hãi nhưng cô nhớ đến chuyện một đám người đeo mặt nạ bị giết chết, khi mọi người chạy đến thì phát hiện không có một ai xung quanh. Oang So cho rằng cô đang nói dối thì bát hoàng tử phát hiện ra xung quanh có rất nhiều vết máu. Cuối cùng Hesu cũng gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, cô liền ngồi xuống bật khóc khiến bát hoàng tử không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng bờ vai của mình an ủi cô. Bên này, kế hoạch ám sát thái tử thất bại. Hoàng hậu và tam hoàng tử lại lên âm mưu ám sát khác. Ở bên này, công chúa Doan Hoa đang xử lý vết thương cho tứ hoàng tử, hai người gần sát nhau, không khí thật ngượng ngùng. Công chúa Doan Hoa thực ra vẫn luôn thích anh rồi. Còn bên này thì Hesu cũng đang được băng bó vết thương, bởi vì cô đi lung tung gây ra nhiều phiền phức, tỷ tỷ liền vội cảm ơn bát hoàng tử đã ra tay cứu giúp. Bát hoàng tử nói không có gì, càng ngày anh càng hứng thú với muội muội này. Bát hoàng tử đi vào giục cô mau ngủ đi khiến cô càng căng thẳng. Để phá tan bầu không khí lẽo, hôm nay bát hoàng tử liền thắp tất cả các ngọn nến lên. Hesu thấy vậy liền nói muội lo lắng hỏi huynh buổi tối có gặp ác mộng không. Bát hoàng tử liền nói là nếu xảy ra chút chuyện đó mà gặp ác mộng vậy thì còn gì là đàn ông. Cô hỏi lẽ nào từ nhỏ huynh đã thường xuyên như vậy rồi. Hóa ra hai điếm trước cô bị bắt làm con tim kẻ xấu đã bị phi dao giết chết, bởi vì cảnh chết quá đáng sợ, vì thế bát hoàng tử mới thắp nến an ủi cô. Nhưng Hesu vì xuyên không về đây nên không biết, hiện cô lo lắng anh sẽ vì chuyện đó mà gặp ác mộng. Wang Úc nói nếu chỉ thấy người chết liền gặp ác mộng, vậy thì lúc 3 tuổi ta đã bị dọa chết rồi. Nghĩ lại thì điều này cũng đúng, cô cười như một đứa trẻ. Bát hoàng tử vừa rời khỏi đó, Hesu liền cùng nha hoàn đi đến nhà vệ sinh, không ngờ lại gặp phải tứ hoàng tử giết người không chớp mắt. Che Ji-ung vội vàng quay đầu bỏ đi, Hesu thì thấy rất sợ hãi. Đột nhiên tứ hoàng tử bóp mặt cô, bắt cô miêu tả lại diện mạo của hung thủ. Đúng lúc bát hoàng tử kịp thời xuất hiện, kịp thời ngăn cản. Hesu nói hung thủ mặc áo khoác lông, Wang Su lập tức nhớ ra tam hoàng tử cũng mặc áo như vậy. Để tránh Hesu phải chết oan, hai hoàng tử cảnh cáo cô tốt nhất đừng nói gì, sau đó tứ hoàng tử rời đi. Hôm sau, bệ hạ cho gọi hai hoàng tử,
bởi vì tứ hoàng tử có công chịu thương cho thái tử nên ông đồng ý cho anh ở lại đây, đồng thời cho phép anh cùng với thái tử điều tra chuyện này. Bên này Hesu đã gặp chuyện lớn rồi, bởi vì các hoàng tử đang uống trà chiều bên hồ tắm. Bệ hạ giá đáo vô tình phát hiện ra vết thương trên mặt của thập hoàng tử. Hỏi ra mới biết chuyện, bệ hạ liền nói hỗn xược, uy nghiêm của hoàng tử không thể bị dẫm đạp như vậy. Thấy phụ hoàng nổi giận, vì muốn bảo vệ Hesu, thập hoàng tử liền nói nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị người khác cười chê nên quỳ xuống cầu xin phụ hoàng bỏ qua chuyện này. Sau đó cậu cưỡi ngựa đi tìm Hesu hồi tội. Bên này, Che Ji-ung nói cho cô biết chuyện, với sự hiểu biết của cô về thời cổ đại, cô lo lắng hỏi Che Ji-ung liệu có bị án tử hình hay chặt đầu gì đấy không. Nhưng rồi cô lại nghĩ thôi đừng nghĩ nữa, chắc không sao đâu. Vừa dứt lời thì thập hoàng tử liền xuất hiện, nhìn thấy cô liền hỏi tội cô. Đầu tiên là bắt Hesu phải cảm ơn mình bởi vì cậu đã ngăn cản bệ hạ nên cô mới không bị phạt. Tiếp theo là một màn thể hiện tình yêu với Hesu. Cậu cứ ấp a ấp úng, ngượng ngùng không nói nên lời. Hesu nhìn dáng vẻ của cậu, tự hỏi có lẽ nào cậu ấy thích mình rồi không. Cuối cùng cậu hỏi Hesu rằng có thể thường xuyên tới tìm mình chơi được không. Hesu thoải mái đồng ý, thập hoàng tử liền vui vẻ như một đứa trẻ. Để có thể mau chóng thích nghi với lễ nghĩa trong cung, Hesu bắt đầu luyện tập với cái cây, nhưng trong mắt tỷ tỷ và thập tam hoàng tử thì cô giống như con nít vậy. Mi-ung nói cả hai người rất giống nhau. Lúc này, anh không thể nhịn nổi được nữa mà cười phá lên, dần dần thập tam hoàng tử cũng cảm thấy hứng thú với cô. Trong lúc ba người cùng điều tra chủ mưu sau lưng vô tình phát hiện tất cả các thi thể đều bị cắt lưỡi, điều này thật sự khả nghi. Không thiên giám Choi Ji-mong nói dân gian có một tục lệ, nếu những hòa thượng phá giới thì sẽ bị cắt lưỡi, đám người này là những tăng binh. Thường xuyên có người thuê đám tăng binh này để giết người, có thể hung thủ đã biến họ thành thích khách để bịt đầu mối. Nơi tụ tập của chúng chính là chùa Pháp Vương. Thông qua lời miêu tả hung thủ lúc trước của Hesu, cộng thêm tài liệu trong tay, Wang Sao lập tức đi tìm Tam hoàng tử hỏi tội. Anh hỏi chủ mưu có phải là huynh không? Tam hoàng tử sống chết không nhận, nói anh ngâm máu phun người. Anh lại hỏi chủ mưu có phải là mẫu hậu không? Lúc này Tam hoàng tử không nói lời nào. Nhìn biểu cảm, tứ hoàng tử cuối cùng đã hiểu được chủ mưu là ai, không ngờ người thân của mình lại là kẻ làm ra chuyện tày đình này. Nhưng anh không vạch trần mà chọn cách thu dọn chứng cứ. Anh liền phi ngựa đến chùa Pháp Vương, cùng lúc đó thái tử cũng dẫn quân tới đây. Anh nhanh một bước giết chết đám tăng binh ở đây, thậm chí đến sư trụ trì cũng không tha. Sau đó anh đốt cháy cả ngôi chùa. Khi thái tử đến thì nơi ngôi chùa đã trở thành một đống cho tàn, toàn bộ chứng cứ đã bị thiêu hủy. Nửa đêm anh đi vào trong phòng của mẫu hậu, toàn thân đầy máu, báo tin vui này cho bà biết, hy vọng bà sẽ thay đổi cái nhìn về mình. Ai ngờ bà lại chửi anh là tên cầm thú còn đuổi anh đi. Dù anh nói chỉ là muốn làm vì mẫu hậu, nhưng bà nói nhà người đừng gọi ta là mẫu hậu ta. Mặc dù mẫu hậu đối xử với anh như vậy từ nhỏ đến lớn nhưng anh vẫn không ghét bỏ bà. Anh nói xin hãy nhớ kỹ, kể từ bây giờ con sẽ khiến trong mắt mẫu hậu chỉ có con. Mặc dù anh được bệ hạ ân xá, nhưng lại không có được một câu an ủi của mẫu hậu. Buổi tối, nhớ đến việc mẫu hậu coi mình không bằng cầm thú, các huynh đệ thì luôn dè chừng mình, anh cảm thấy sống trong hoàng cung vô cùng lạnh lẽo. Anh tức giận điên cuồng đạp đổ mộ đá, đúng lúc Hesu ở đó, thấy anh tức giận như vậy liền chạy ra can ngăn rồi ôm lấy anh, nhất quyết không chịu buông. Sự lì lợm của Hesu khiến anh được an ủi biết nhường nào. Người đàn ông hung dữ bỗng chốc cảm thấy ấm áp, dẫu vậy anh vẫn cố tỏ ra hung dữ đối với cô gái trước mặt. Anh nói tuổi nhỏ đã phải học đánh nhau, học giết người để sống, nhưng Hesu nói cô cảm thấy anh đang rất buồn nên cô hiểu điều đó. Đến bản thân anh cũng không biết đây chính là tình yêu. Tất cả mọi người đều sợ hãi đưa cơm cho tứ hoàng tử, đúng lúc này Hesu đi đến, tất cả mọi người đều tán thành cô là người thích hợp nhất. Quả nhiên, sát nhân trong mắt mọi người đều đáng sợ, nhưng đối với Hesu cô đối xử như những người bình thường. Cô ra lệnh cho anh ăn cơm nhanh lên, nói rằng mình còn phải cầm bát quay về. Tứ hoàng tử hỏi cô tại sao hôm đó lại đến hồ tắm. Hesu không thể nói là mình xuyên, cô đành phải đổi chủ đề. Hai người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ đến tối. Trên đường trở về, nhìn Hesu xách hộp cơm nặng nề, anh liền đưa tay ra giúp, mặc dù chẳng nói lời nào nhưng cũng đủ biết anh đã thích cô. Tỷ tỷ của Hesu vốn thân thể yếu, nay mắc bệnh nên cô đã bị bệnh nên đã khuyên bát hoàng tử lấy vợ mới. Lời này Hesu vô tình nghe được, nếu bây giờ cô chen chân vào thì khác gì là đục nước thả câu. Cô đang ngồi thẫn thờ bên ngoài suy nghĩ, đúng lúc này thập hoàng tử chạy đến, nói là cho cô thấy có một vũ khí bí mật có thể khiến người ta quên đi u sầu. Rồi anh lôi ra trống, cung tên, cả con cá bằng vải nữa, toàn là đồ chơi trẻ con. Hesu thấy phiền trách cậu trẻ con, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái này vậy. Sau đó đuổi cậu mau đi ra đằng kia chơi đi, tôi đang rất đau đầu đó. Thập tứ hoàng tử oang dung nhất quyết không chịu đi. Hesu liền hỏi cậu nếu bảo cậu cưới 8 đến 10 người vợ, vậy cậu có muốn không? Cậu tất nhiên nói không muốn, nếu cưới nhiều quá thì rất hại thận, ta chỉ muốn cưới một người sống cùng mình đến cuối đời. Hesu khen cậu vừa đẹp trai vừa nên ngây thơ khiến Oang Dung thấy ngại ngùng, cậu còn tưởng mình đa tình, nghĩ Hesu có ý với mình. Bên này, Che Ji-ung đã gây ra chuyện lớn rồi. Cô làm theo lời dặn của Hesu để cây châm cài đầu vào phòng của tứ hoàng tử. Lúc cô đang định mở tủ ra để vào thì công chúa Giòn Hoa bất ngờ đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Che Ji-ung sợ hãi làm rơi cây châm, không còn nghi ngờ gì nữa, Giòn Hoa nghĩ chắc chắn là cô định lấy trộm.
John Hoa cho người trói cô lên, sau đó dùng roi đánh vào lưng đến chảy máu. Công chúa hỏi cô còn ăn trộm gì nữa không, nhưng cô nói mình không ăn trộm đồ, nhưng công chúa cho rằng cô đang biện minh tiếp tục đánh. Đúng lúc này Hesu chạy đến ngăn cản, nói chuyện này là do mình làm, nhưng cô không thể nói rõ mình nhặt cây châm có hổ tắm được. Nếu không chuyện xuyên không sẽ gặp phiền phức. Thế là Hesu chịu phạt thay cho Chae-jung, cô bảo người đây, muốn đánh thì đánh. John Hoa lập tức cho người thả Chae-jung xuống, sau đó treo Hesu lên đánh. Thập hoàng tử và bát hoàng tử nhìn thấy cảnh này cảm thấy thật khó chịu, nhưng bát hoàng tử cũng không can được. Hesu bị cô ta đánh cho mấy phát thì tứ hoàng tử kịp thời xuất hiện. Lý do anh cứu cô chỉ có 5 chữ, đừng đánh người của ta. Mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, ai cũng hoài nghi tại sao Hesu lại trở thành người phụ nữ của hoàng tử rồi. John Hoa thấy thế liền rất ngạc nhiên. Thập hoàng tử cũng chạy lại can ngăn, nói anh nhìn thấy cô nhặt được cây châm trước cửa phòng của tứ hoàng tử. Bát hoàng tử cũng rất giận, bảo cô ta cả Hesu. Cục diện được xoay chuyển, tất cả mọi người đều giúp đỡ Hesu. Công chúa đành phải cười trói. Sau khi mọi người rời đi, cô ta liền hỏi Oang So có phải huynh thích Hesu không. Anh chỉ nói một tiếng xin lỗi, sau đó rời đi. Bát hoàng tử cảnh cáo, nơi của đê không có đồ của huynh đâu, Hesu là người của ta. Rất rõ ràng Oang Úc cũng đã thích Hesu mất rồi. Một lần, thập tứ hoàng tử đang biểu diễn võ thuật ngoài phố thì bị kẻ thù của mẫu hậu nhìn trúng. Hắn liền cho người bắt cậu rồi đưa vào rừng. Trong lúc đi mua đồ với nha hoàn, cô nhìn thấy thập tứ hoàng tử bị bắt đi mà can tâm vào giữa đám thổ kỳ để cứu cậu. Nhìn thấy tứ hoàng tử bị bắt đi, cô liền bảo Chae-jung mau đi tìm người giúp đỡ, còn cô đuổi theo chúng. Đúng lúc này tứ hoàng tử cũng có mặt ở chợ, nhìn thấy hành vi bất thường này của cô liền nảy sinh nghi ngờ. Vào trong rừng, tên thổ phỉ nói tay của hắn là do mẫu hậu của thập tứ hoàng tử chặt, vì thế hắn sẽ lấy tay của anh để đền tội. Hesu nghe được những lời này biết là chuyện này không ổn rồi, cô nhìn xung quanh xem có gì đó không. Trong lúc tên kia vung dìu định chặt tay, cô cầm gậy xông vào khu loạn xạ. Tránh ra đám người xấu xa này, cẩn thận ta đánh chết các ngươi đấy, còn không mau biến đi. Nhưng căn bản cô không phải là đối thủ của bọn chúng, chỉ sau một lúc hai người đã bị bao vây. Hesu nói mau chạy đi, kết quả bị đám người kia xông vào đánh cho một trận. Đột nhiên bát hoàng tử đi đến, là cứu binh mà Chae-jung gọi đến. Bát hoàng tử cũng rất bá khí, mạnh mẽ xông vào đánh nhau với bọn chúng, nhưng mới đánh vài chiêu đã không ổn rồi. Cả ba lại bị bao vây một lần nữa, nhưng đúng lúc này, tứ hoàng tử đi tới. Nhìn thấy anh, đám thổ phỉ chỉ biết cúi đầu sợ hãi, anh giơ kiếm đe dọa còn không mau biến đi. Tên thổ phỉ biết mình không phải đối thủ nên vứt dìu bỏ đi. Nguy hiểm đã được giải quyết xong, mọi người hỏi thăm vết thương của nhau. Thập tứ hoàng tử cảm ơn hai vị huynh trưởng, rồi quay sang cảm ơn Hesu, lại còn nói cho dù thế nào ta sẽ cùng, nhất định sẽ bảo vệ cô. Hesu liền ôm lấy anh cảm ơn. Điều này bất giác khiến anh ngớ người, hai hoàng tử bên cạnh cũng nhìn chằm chằm. Lúc này Hesu mới cảm thấy có điều không ổn. Phải rồi, đây là thời xưa, nam nữ thụ thụ bất thân, tự nhiên ôm lấy một chàng trai như vậy là không ổn. Thế là cô liền buông ra nói xin lỗi. Về đến hoàng cung, Oang So và Oang Dung xảy ra mâu thuẫn, trực tiếp cãi nhau. Oang So vì tức giận liền đấm cậu, đúng lúc hoàng hậu Du đi qua trông thấy, bà xông vào đẩy Oang So ra. Không có lấy một câu cảm ơn mà chỉ toàn là lời mắng chửi rồi đuổi anh ra ngoài. Cùng là con của mình nhưng cách đối xử của hoàng hậu lại vô cùng thiên vị. Bên này nhìn mẫu hậu hỏi thăm thập tứ hoàng tử sốt sắng, con có bị thương không? Buổi tối đến, bát hoàng tử như biến thành người khác, cho dù Hesu ở đằng sau gọi thế nào anh cũng không thèm quan tâm. Cô lập dùng khổ nhục kế, nói mình bị đau chân. Bát hoàng tử không chịu nổi nữa liền quay lại, nói sợ sau này sẽ không được gặp lại muộn nữa. Anh đã thích Hesu mất rồi. Bầu không khí lãng mạn đang diễn ra thì bị đám người hầu phá đám. Bát hoàng tử quay người bỏ đi, anh cưỡi ngựa chạy ra ngoài, sau đó ngồi một mình bên bờ sông cho tâm trạng khuây khỏa, thậm chí còn bật khóc nức nở. Lúc này Hesu đang nằm trên giường nhưng không ngủ được, từ lúc nghe được những lời ấy cô bồn chồn không yên. Vì thế cô đành ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa, đúng lúc gặp Oang So cũng ở đó. Cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Anh nói mình đã được hoàng thượng giúp đỡ nên được phép ở lại cung, nên sẽ không ở đây nữa. Hesu thấy vậy liền chúc mừng cho anh, sau đó họ cùng nói chuyện. Đột nhiên có tuyết rơi, hai người ngồi cạnh nhau ngắm nhìn, khung cảnh hết sức lãng mạn. Vì tỷ tỷ nói là xà bông ở đây rất quý, nên cô bảo Hesu hãy làm tặng dâng lên vương phi. Hesu liền chọn dược liệu mới được mang đến rồi bắt tay vào làm. Đầu tiên cô vò nát dược liệu ra, sau đó vo tròn và ép vào khuôn tạo hình. Cô còn cho thêm mấy cánh hoa cho đẹp mắt. Công việc chế tạo đơn giản như vậy thôi nhưng thành quả ngoài sức tưởng tượng. Bát hoàng tử đi ngang qua nhìn thấy Hesu chăm chỉ làm, bất giác đứng lại nhìn chăm chú. Mi-ung bên cạnh cũng đoán được ánh mắt ấy không phải bình thường. Đến tối, tỷ tỷ bảo Hesu đến thư phòng. Cô gọi tỷ tỷ nhưng không có ai đáp lại. Cô tự động mở cửa vào xem, nhưng lại thấy bát hoàng tử đang ở đây. Hesu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi tỷ tỷ đâu rồi. Hóa ra anh đang ngồi viết thư cho Mi-ung, bởi vì tỷ tỷ của cô bị nhiễm phong hàn nên đã đi nghỉ trước. Hesu đang tính rời đi, thì bát hoàng tử lấy cớ cần mực bên này, thế là cô quay lại mài mực giúp anh. Thực ra, điều này là do sự sắp xếp của Mi-ung để cho hai người ở cùng nhau. Bát hoàng tử không hổ danh là văn võ song toàn,
Mặc dù Jesus không hiểu anh đang viết gì nhưng nhìn cũng đủ biết là chữ của anh rất đẹp. Anh giải thích đây là bài thơ của Quy Khứ Lai Từ của Đào Uyên Minh thời Đông Tấn. Jesus gật gù nhưng chẳng hiểu gì. Bát hoàng tử viết tặng cô một bài thơ khác, bảo cô về đọc cẩn thận ra khỏi thư phòng. Cô dở bức thư ra xem, toàn là chữ Hán khô khốc, không biết đọc thế nào. Đột nhiên Che Ji-ung đi qua nên Jesus đã gọi lại. Muội có thể giải thích cho ta không? Nhưng Che Ji-ung cơ bản là người hầu, cô không biết đọc, gần đây mới biết viết tên mình thôi. Dù sao thì cũng là yêu cầu của bát hoàng tử nên cô phải tìm cách đọc hiểu nó thôi. Sáng hôm sau, cô tiếp tục dở thư ra đọc. Thập tam hoàng tử thấy tò mò liền giật lấy, sau đó đọc. Đọc được một nửa thì tỷ tỷ của cô liền đi ra đọc nốt. Đây là bài thơ Trúc Chi của Lưu Vũ Tích từ thời Đường, hai người đều biết rõ hàm ý của bài thơ này là lời tỏ tình, liền hỏi đây của ai. Cô nói đây là của bát hoàng tử tặng cho cô. Thập hoàng tử lập tức ngây người. Sau khi Jesus rời đi, anh liền hỏi chị dâu đây là bài thơ tình, anh bất bình thay cô. Nhưng Mi-ung nói cô đã sớm biết rồi, lần trước là do cô sắp xếp để Jesus và bát hoàng tử ở chung một thư phòng. Cô tự biết bệnh tình của mình, cũng biết được tâm ý của bát hoàng tử, nên sau khi mất cô dự tính sẽ gửi gắm cô cho bát hoàng tử chăm sóc. Đến tối, Jesus đọc đi đọc lại vẫn chẳng thể hiểu được. Cô lờ mờ đoán ý nghĩ của bài thơ, nhưng sau đó tự đánh vào đầu mình, chắc không phải đâu. Ngày hôm sau, Mi-ung và Jesus mang xà phòng vào hoàng cung thăm Vương Phi. Hoàng cung rộng lớn không khỏi khiến Jesus thích thú nhìn ngắm xung quanh. Hoàng hậu và Thái Phi bên này đang ngồi nói chuyện, nói là nói chuyện thôi nhưng mỗi lời nói ra đều có ẩn ý công kích đối phương. Jesus không hiểu quy tắc, cứ ngơ ngác nhìn. Ba người cùng đến thỉnh an hai hoàng hậu. Nhìn thấy nha đầu xinh đẹp như vậy, Thái Phi hoang bồ hết lời khen ngợi. Jesus cảm ơn bà, nhưng quên mất rằng hoàng hậu ở bên này khiến bà rất không vui. Thế là tỷ tỷ nhắc cô tặng quà, một hộp tặng Thái Phi, một hộp tặng hoàng hậu. Lần đầu tiên nhìn thấy có thứ đẹp và thơm đến như vậy, hoàng hậu và Thái Phi rất thích. Hoàng hậu dù khen ngợi cũng không quên mỉa mai, Thái Phi hoang bồ có được cô con dâu tốt đấy, ngoại trừ không thể có con thì chắc không có khuyết điểm gì. Đột nhiên, Thái tổ Cao Ly Hoàng Gun ra đáo, bình thường cô mới chỉ nhìn qua TV, không ngờ lần này lại có cơ hội nhìn thấy người thật. Jesus nhìn chăm chú như một đứa ngốc. Đầu tiên bệ hạ hỏi thăm tình hình của Mi-ung. Tiếp đó quay sang hỏi Jesus, người đánh nhau với thập hoàng tử chính là cô bé này sao? Bát hoàng tử nói chỉ là đùa nhau thôi, nhưng để lại vết sẹo trên mặt của thập hoàng tử thì cũng quá đáng rồi đấy. Jesus vội vàng quỳ xuống nói tội mình đáng chết, sau đó cô bình tĩnh lại, nhớ rằng minh quân thì thường đối xử bằng đạo lý. Thế là cô gọi ngài là minh quân. Hoàng thượng hỏi cô tại sao lại gọi mình là minh quân, chẳng lẽ nói vậy chỉ để nịnh bợ thoát tội hay sao? Chết rồi, nếu nói sai thì sẽ bị chém đầu. Jesus bình tĩnh nhớ lại kiến thức lịch sử mình được học. Ngài thống nhất Tam Quốc, lập ra nước Cao Ly, ngài đối xử công bằng với nhân dân. Ngài còn giành được cả vịnh Bột Hải, nhưng cũng rất khiêm tốn, vì thế ngài là minh quân. Hoàng thượng thấy thế bật cười, cho rằng cô rất thông minh, liền đặc biệt ban thưởng áo choàng lông ba tư cô. Jesus cười cười, cảm ơn thầy giáo lịch sử cấp 2 đã cứu cô một mạng. Cô liền tạ ơn hoàng thượng. Bởi vì quá căng thẳng nên cô bị đau dạ dày, muốn tìm nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng hoàng cung to lớn tìm mãi chẳng thấy nhà vệ sinh đâu. Từ đâu mà tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện khoác vai cô. Anh hỏi cô đi đâu đây, Jesus đáp rằng cô cùng tỷ tỷ và bát hoàng tử mang quà đến thăm hoàng phi. Nhìn thấy dáng vẻ mới của tứ hoàng tử khiến cô không khỏi ngỡ ngàng và khen ngợi. Cô hỏi anh đã quen ở đây chưa, có hay gặp phụ mẫu của mình không. Đúng lúc này hoàng hậu Du đi đến, Jesus liền nhanh chóng trốn đi. Hoàng hậu bên này vẫn còn khó chịu, lại nhìn thấy tứ hoàng tử liền trách mắng. Được ở hoàng cung mà đã thấy thành công rồi sao? Ngươi và Oang Úc đúng là khác nhau một trời một vực, chỉ biết giết người sẽ sống bằng cách nào đây? Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại con sẽ không làm ảnh hưởng đến mẫu hậu đậu. Hoàng hậu tức tối gần giọng rồi bỏ đi. Khi Oang Un quay lại thì cô Jesus đã bỏ đi từ đời nào. Bên này, cô thắc mắc có nên chuyện của hai người. Mi-ung và Thái Phi đang nói chuyện với nhau, đột nhiên cô ho ra máu. Thái Phi liền cho gọi Thái Y, nhưng Mi-ung quỳ xuống xin đừng gọi. Cô hôm nay trực tiếp đến đây là để cầu xin Thái Phi lập Jesus làm phi tần của bát hoàng tử. Cô biết mình không sống được lâu nữa, nên muốn gửi gắm lại cho bát hoàng tử chăm sóc. Khi cô và bát hoàng tử đang đi tham quan hoàng cung, cô liền gặp Khâm Thiên Giám Di Mong. Cô nhớ ra khuôn mặt đó là ông chú ăn mày mình gặp hôm nọ, liền chạy lại hỏi ông còn nhớ tôi không, chúng ta từng uống rượu cùng nhau đó. Nhưng Khâm Thiên Giám lại lắc đầu không biết. Cô kéo ông ra một góc hỏi thăm, hỏi ông còn nhớ chuyện 1000 năm trước không. Nhưng Di Mong chỉ nói là hãy cẩn thận, thời nay nếu không sẽ rất nguy hiểm, sau đó nháy mắt rời đi. Jesus ngờ ngợ trong lòng, hình như cô đã hiểu ra điều gì đó rồi. Hoàng tử thời xưa làm thế nào để cưa đổ được mỹ nữ hiện đại? Dưới trời tuyết rơi hai người đi cạnh nhau, nhìn dáng đi đáng yêu của cô, bát hoàng tử không khỏi bật cười. Sau đó, Jesus liền lôi ra từ túi gói xà phòng, nói đây là xà phòng cô làm dư từ hôm trước. Bát hoàng tử ngại ngùng cầm lấy. Sau đó, anh liền hỏi Jesus có hiểu đoạn thơ anh tặng từ hôm trước không? Cô không hiểu ý ngờ nghịch đọc lại, nhưng bát hoàng tử nói cô phải viết đối lại đoạn thơ đó mới đúng mực. Thế là tối đến, Jesus ngồi vào bàn viết thơ, nhưng Jesus là người hiện đại làm sao biết được đối thơ thời xưa như thế nào?
nghĩ cả một buổi tối cũng chẳng ra được câu từ hay. Đang định bỏ cuộc thì cô liền nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Sáng hôm sau, cô đến thư phòng của Bát hoàng tử, kẹp thư vào trang sách. Đúng lúc các hoàng tử đi vào phòng, cô liền cúi đầu. Thập hoàng tử tò mò hỏi cô ở đây làm gì, cô chỉ đáp là bản thân đưa đồ cho Bát hoàng tử. Là bức thư này sao? Đúng đúng, cô nói. Sau đó liền nhanh chóng chạy lủi đi như con chuột. Thập tam hoàng tử liền đuổi theo cô. Khi thập hoàng tử tò mò mở thư ra xem nội dung bên trong là gì, thì chỉ thấy biểu tượng mặt vui vẻ. Nhưng họ không hiểu nó có ý nghĩa gì, cả Bát hoàng tử cũng vậy. Lúc hỏi tứ hoàng tử thì anh nói là giơ tay lên trời, đó là cảm xúc vui mừng. Nghĩa là cô rất thích thơ anh tặng. Bên này, thập tam hoàng tử đuổi theo cô rồi kéo cô vào một góc. Anh hỏi cô không biết mình đang làm gì sao? Anh hỏi cô là có biết mình đang làm gì không? Thực ra tỷ tỷ của cô đã biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng anh khuyên cô đừng làm vậy, nếu để Myung buồn anh ta sẽ không tha thứ cho cô đâu. Khi anh quay đầu rời đi thì Bát hoàng tử đã ở sau nghe thấy tất cả. Hai người đối mặt nhìn nhau, không biết phải nói chuyện như thế nào. Hai người đứng bên hồ, ấp úng không thể nói. Hesu nói biết tình cảm của anh, nhưng cô hiểu nếu động lòng mà không thể dứt ra, vì thế cô muốn chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Cô xin lỗi rồi quay người rời đi, Bát hoàng tử cũng dưng dưng đai lòng đi về hướng ngược lại. Hai người cất đi những kỷ niệm của nhau, cũng là cất đi trái tim mình. Bên này, công chúa Giòn Hoa dâng lên vua cha một chiếc gối, nói là vì phụ hoàng muốn đổi gối nên cô làm cho người một chiếc. Hoàng thượng khen ngợi cô hiếu thảo, xinh đẹp. Không biết nên gả cho ai đây, ngài muốn gả cô xa hoàng cung đi giống như chị gái, công chúa xúc y. Công chúa biết hoàng thượng muốn gả cô đi xa, cũng chỉ đáp là lựa chọn của điện hạ, ở đâu cô cũng sẽ hạnh phúc. Giòn Hoa rời đi, đúng lúc gặp tứ hoàng tử đi qua, hai người chào hỏi nhau. Cô ngỏ ý bệ hạ muốn gả mình đi. Chợt tam hoàng tử Oang Du đi đến, nói hoàng thượng cho ngươi trong cung đã là kỳ tích, giờ còn muốn gả Giòn Hoa cho hắn sao? Giòn Hoa bên này cười thầm trong lòng, thực ra cô vẫn rất thích tứ hoàng tử. Vậy muốn đánh cược không? Tứ hoàng tử hỏi. Vậy hỏi Giòn Hoa có đủ tự tin sống với khuôn mặt gớm ghiếc của ngươi không? Giòn Hoa đáp cô không cần người có tướng mạo tuấn tú, chỉ cần là người có thể trân trọng cô ấy. Tam hoàng tử bên này chỉ có người nhận ra vẻ đẹp của cô mới biết trân trọng cô. Tứ hoàng tử cũng trực tiếp đáp người anh đợi không phải người danh giá, mà là người trân trọng anh, nói xong liền rời đi. Giòn Hoa thực sự ngày càng cảm thấy hứng thú với anh, cô tự hỏi con dã thú không biết thuần hóa thành người sẽ như thế nào. Mấy ngày sau trời rơi tuyết, sức khỏe của Myung ngày càng yếu, cô đang ngồi đốt quần áo của mình bên ngoài. Đúng lúc này Hesu đi ngang qua, nhìn tỉ tỉ của mình cô không kìm được đứng lại quan sát. Bỗng Myung ho ra máu, Hesu liền chạy lại giúp đỡ. Cô biết thời gian của mình sắp hết rồi, liền hỏi Hesu có phải cô cũng thích hoàng tử đúng không? Hesu không đáp, chỉ im lặng, Myung hiểu chuyện đáp nói hai người thật ngốc. Rồi cô nói Hesu hãy trang điểm giúp mình, cô muốn bản thân mình thật xinh đẹp trước mặt hoàng tử. Bên này, Hesu đang tán bột làm phấn má, nhưng trong lòng vô cùng buồn bã. Myung ngắm nhìn đứa nhỏ này, thầm dặn cô hãy giữ gìn sức khỏe, chú ý lời nói của mình và mình cô hãy chăm sóc cho Bát hoàng tử. Hesu vừa tô son nhưng không cầm được nước mắt. Bát hoàng tử dìu Myung đi dưới trời tuyết nói chuyện với nhau, Hesu đi đằng sau. Cả hai nhớ lại kỷ niệm xưa kia, Myung vốn đã yêu anh và muốn chăm sóc cho anh. Cô hy vọng anh sẽ chăm sóc Hesu giúp anh, coi như là tấm lòng của cô. Myung ngồi trên lưng hoàng tử, cứ thế mà ra đi, lời cuối cùng của cô là chỉ cần thiếp thương chàng nhiều hơn là được. Hesu đau lòng bật khóc, Bát hoàng tử dặn cô đừng khóc to nếu không sẽ đánh thức nàng ấy dậy. Trong tang lễ của Myung, ai cũng đau lòng, Hesu hỏi thập tam hoàng tử liệu cô có thể gặp lại tỷ ấy không. Thập tam hoàng tử chỉ nói hãy đến tìm anh, cả hai cũng đều mất đi người thương yêu, giờ đây đã là bằng hữu rồi. Hesu đi vào phòng thì thấy Bát hoàng tử đang ngồi ở đó. Anh đau lòng tiếc nuối khi đã không kịp nói lời yêu trước khi Myung qua đời. Anh cũng thực sự yêu Myung, anh luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô, tại sao đến giờ anh mới hiểu tấm lòng của cô chứ? Anh khóc trong sự bất lực, Hesu thấy vậy an ủi anh hãy bình tĩnh, nhất định tỷ tỷ sẽ hiểu cho anh. Hesu đến sáng hôm sau vẫn chưa hết buồn, thì ở cửa sổ có hai con rối đang diễn trò. Hesu biết ngay đó là thập hoàng tử đang chọc cho cô vui, vì anh không muốn nhìn cô buồn. Tứ hoàng tử vào phòng thì bắt gặp tam hoàng tử đang ở đây, hai người trực tiếp đấu khẩu lẫn nhau. Thập hoàng tử đi và nói là hoàng thượng sẽ cho người ở Bột Hải sẽ sống ở Sung A, nhưng đất nước dù hùng mạnh đến đâu cũng sẽ phải khuất phục Cao Ly thôi. Tam hoàng tử liên châm chọc thập tam hoàng tử, nói nhà ngoại của anh cũng bị Cao Ly chinh phục, giờ phải phụ thuộc vào Cao Ly. Thập tam hoàng tử uất ức nhưng không thể phản bác, tứ hoàng tử Oang Su liền phản bác ngược lại tam hoàng tử, nếu bệ hạ không ban cho thì đừng hòng có được, chửi hắn chỉ như con chó. Lời này đã khiến tứ hoàng tử có được lòng tin của huynh đệ. Tỷ tỷ chưa mất được bao lâu, Hesu lại gặp chuyện động trời. Lúc cô đi thăm mộ Myung cùng thập tam hoàng tử và thập tứ hoàng tử về thì công chúa Giòn Hoa nói cô sẽ thành thân. Hóa ra gia tộc He muốn gả cô đi để mở rộng thế lực nên đã đến bàn bạc với Bát hoàng tử và Giòn Hoa. Tin này tất thảy khiến tất cả hoàng tử náo loạn, họ nghe nói Hesu còn bị bán cho lão gì 60 tuổi. Thế là mọi người này ra kế hoạch sẽ đưa Hesu đi trốn. Đúng lúc Hesu đang soạn đồ cũng có ý định bỏ trốn và được Che Ji-ung giúp đỡ. Họ cải trang cho cô đi theo Bát hoàng tử.
Cảnh này bất giác bị Giòn Hoa nhìn thấy liền cho quân đuổi theo. Khi ngựa của họ bị quân lính bao vây, hóa ra người trùm đầu là thập hoàng tử cải trang thành. Công chúa Giòn Hoa rất tức tối cho người đuổi theo hướng còn lại. Bên này, Hesu đang được tứ hoàng tử cưỡi ngựa đưa đi trốn, ngựa họ lao vun vút trong rừng mờ sương. Nhưng họ bị quân của triều đình do Choi Ji Mông chặn đường. Lúc này, ông mới nói cho mọi người biết người mà cô sẽ thành thân là điện hạ Oang Gun. Tin này làm mọi người kinh hãi. Tứ hoàng tử không cho phép cô xuống ngựa, nhưng Giòn Hoa nói nếu kháng chỉ thì tất cả các hoàng tử sẽ phải liên lụy, nên Hesu nhất định sẽ phải rời đi. Cô ngắm nhìn mọi người lần cuối rồi ngoan ngoãn lên kiệu về cung. Hoàng hậu Du biết chuyện điện hạ lập thiếp thì rất tức giận, bà trách hoàng thượng rốt cuộc chỉ nghĩ cho đất nước, không nghĩ đến gia đình. Nhưng hoàng thượng nói mình làm điều này là vì đất nước, vì gia tộc của Hesu đang canh giữ vùng biên giới. Trong kiệu Hesu lo lắng không thôi, dặn mình nhất định phải sống. Vào đến cung, cô được Khâm Thiên Giám đưa vào điện và được thượng cung Usujon đưa đi. Trước khi động phòng phải qua bài kiểm tra sức khỏe tổng quát, trên người nhất định không được có sẹo. Đây là lần đầu tiên của Hesu, cô tất nhiên không đồng ý để người khác kiểm tra cơ thể mình, nhưng vì sức lực nhỏ bé nên không muốn làm cũng phải làm. Bên này, Hoàng hậu Du và Thái phi Hoang Bô đang nói chuyện. Thập hoàng tử đột nhiên đi vào, tâu rằng xin hãy ngăn việc hoàng thượng lập thiếp lại, bởi vì người đó chính là Hesu. Cả hoàng hậu và Thái phi nghe xong liền vô cùng ngỡ ngàng. Nhưng vì đây là hôn lễ của bệ hạ nên không thể làm gì khác. Hoàng hậu hỏi Oang Úc con thật sự để ý đến hôn lễ này sao? Oang Úc trả lời Hesu giống như muội muội của mình, chuyện này đường đột như vậy sao mà không thể lo lắng cho được. Đúng là chuyện này rất quan trọng, bởi vì Hesu rất đặc biệt với mọi người, với thập tam hoàng tử cũng như vậy. Tứ hoàng tử Oang Su hỏi anh có phải cũng thích Hesu rồi không? Nhưng anh đáp cô ấy là người rất đặc biệt. Vì Hesu giống như một người bạn, ở bên cùng uống rượu và an ủi anh khi Myung mất, lại còn nói những lời cổ vũ của người hiện đại nữa chứ. Dù anh thấy cô nói năng lung tung nhưng lời nói của cô cùng chí hướng với anh, trực tiếp chạm đến tấm lòng của anh. Ở bên này, hôn lễ sắp được tiến cử nên thượng cung bắt cô phải đi tắm. Hesu nói mình cần yên tĩnh một chút, nhưng khi thượng cung rời đi, cô lập tức cảm thấy hối hận, nên đã lập tức đứng dậy bỏ chạy, giữa đường phải tránh mặt vô số cung nữ, nhưng tưởng ai ngờ chạm mặt thượng cung. Tứ hoàng tử thì đang uy hiếp Khâm Thiên Giám Choi Ji Mông, nói hắn mau mau chỉ ra đường hầm bí mật mà hắn chuẩn bị đi. Rất nhanh đã đến giờ thành hôn, bệ hạ tuy có chút ngập ngừng, nhưng vì là hôn lễ quốc gia nên vẫn tiến hành. Hesu ngồi trang điểm xinh đẹp đang ở trong phòng thành hôn. Hoàng thượng mặc quần áo đi vào thì bắt gặp bát hoàng tử đang quỳ bên ngoài phòng. Anh cầu xin hoàng thượng hãy dừng lại, bởi vì hoàng thất vốn đã hỗn loạn, hà cớ gì phải thêm gia tộc nữa xen vào. Nhưng hoàng thượng nói để tránh quân ngoại xâm, không thể thiếu công sức của gia tộc He. Lúc này, tứ hoàng tử cũng xuất hiện ngăn cản. Anh nói có bằng chứng gia tộc He cấu kết với nước Liêu, nên bệ hạ có thể làm xử phạt họ. Nhưng bệ hạ không đồng ý, vẫn nhất quyết tiến hành hôn lễ. Thân phận của các ngươi không đáng được để ý, bệ hạ đáp. Lời cãi nhau bên ngoài đã kinh động đến Hesu, cô vội vàng chạy ra ngoài xem. Bắt gặp cô đang đứng ngoài hành lang, bệ hạ đi qua không nói lời nào, bỗng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hesu đã đập vỡ bình và dùng mảnh cứa vào tay. Cô nói, nếu trên người có vết sẹo thì không thể làm nữ nhân của hoàng thượng được, xin trao danh phận đó cho người khác, mong hoàng thượng để tôi rời khỏi đây. Hoàng thượng thấy vậy liền cười phá lên, khen cô có lòng gan dạ, ông đồng ý hủy hôn lễ này. Hesu nhanh trí đã thoát được một kiếp nạn, nhưng cô đã ngất đi vì mất nhiều máu. Bát hoàng tử bế cô chạy ra ngoài tìm thái y, tất cả hoàng tử đều lo lắng cho cô. Tứ hoàng tử mặt lạnh như băng cũng đứng bên ngoài nhìn theo, trong lòng mong cô không sao. Hesu mơ giấc mơ thấy các hoàng tử tranh đấu giành ngôi lẫn nhau đẫm máu, cô tự hỏi liệu ai sẽ là vị vua tiếp theo của Cao Ly đây. Khi Hesu tỉnh lại thì thấy thượng cung Usujon đang ngồi đó chăm sóc cho cô. Thượng cung hỏi cô vậy mà bỏ lỡ vinh hoa phú quý như thế sao, nhưng Hesu nói cuộc đời nhất định phải do tôi quyết định. Lát sau, bát hoàng tử lúc này cũng đến thăm cô. Anh nói ra rất nhiều lời quan tâm khiến cô cảm động rơi nước mắt, còn ôm cô vào lòng an ủi. Bởi vì Hesu đã hủy quốc hôn, dù hoàn cảnh đáng thương nhưng theo luật, bệ hạ phạt cô xuống làm cung nữ. Khâm Thiên Giám binh vực hãy để cho cô làm ở Gia Mi Viện, vì cô có khiếu về dược liệu và mỹ phẩm. Khâm Thiên Giám đi thông báo cho cô, Hesu cảm thấy việc làm cung nữ cũng không sao. Vì cô cũng không còn nơi nào để đi, hơn nữa làm cung nữ còn được lương. Cô nói mình học nhanh, nhất định sẽ không sao đâu. Bát hoàng tử sau đó đưa cô bức thư, vẽ lại bức tranh hôm trước của cô. Các hoàng tử cũng chạy đến hỏi thăm vết thương của cô. Nhìn các hoàng tử, cô tự hỏi ai sẽ lên làm vua đây. Cô gái vì cự tuyệt hôn lễ với vua Cao Ly nên đã bị giáng xuống làm cung nữ. Hesu hiện sẽ làm cung nữ ở Gia Mi Viện của Thượng Cung U. Thượng Cung hỏi cô có biết gì về trang điểm, dược liệu và mỹ phẩm không. Tất nhiên điều này Hesu biết rõ, chắc chắn nơi này phù hợp với cô rồi. Nhưng cô lại không biết đọc không thì cô lại nói không, điều này làm Thượng Cung U cũng hết sức bất ngờ. Tứ hoàng tử đến thăm Hesu làm cô rất vui. Anh nắm lấy vết thương ở tay cô, nói nếu còn làm thế thì ta sẽ không tha thứ cho cô đâu. Cả hai người sau đó cùng đi dạo ở hồ, cảnh đẹp khiến cô không khỏi ngắm nhìn thích thú. Cô nói nhất định mình sẽ không cô đơn đâu, bởi vì có tứ hoàng tử ở đây thì làm sao mà chán được. Bên này, công chúa Giòn Hoa đang nói chuyện cùng bát hoàng tử. Cô nói sẽ tìm phu nhân mới cho anh,
nhưng anh chỉ muốn sống yên bình mà thôi. Nhưng điều khiến John Hoa không vui chút nào, cô nói nếu không tranh đoạt thì chỉ còn con đường chết. Bởi vì với cô chỉ có một con đường để sống, cô sẽ làm mọi thứ để làm anh lên ngôi, kể cả bản thân có bị bán đi hay gả cho người khác. Bên này, Hae-soo cùng Thượng Cung U đi đến thăm Thái Phi. Lúc ở bên ngoài, Hae-soo nghe thấy tiếng hét thảm thiết liền tò mò đi xem. Hóa ra là thái tử bị lên cơ dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người. Lúc anh đang định đổ chậu nước lạnh lên người thì Hae-soo liền ngăn lại. Anh bóp cổ cô, nói ngươi có biết mình đang làm gì không? Hae-soo nói có phải mỗi lần ngài ăn đậu hay là ăn những thứ lạnh thì sẽ bị ngứa không, càng không thể mặc áo lông. Cô liền tìm lá bạc hà, sau đó cho vào nước nóng và muối rồi đem bôi lên chỗ dị ứng cho thái tử. Nhưng thời này nam nữ thụ thụ bất thân, khiến thái tử ngơ ngác. Nhưng lúc này Thượng Cung U liền xông vào. Bởi vì cô không biết quy tắc thời phong kiến nên không biết rằng cung nữ cố ý tiếp cận thái tử là điều cấm kỵ. Hae-soo về viện thì bị Thượng Cung U bắt phạt ngồi quỳ, đầu đội sách dược liệu, cũng là cố ý bắt cô đọc hết chỗ sách này. Bà còn bắt Hae-soo đi tưới nước cho cây, lúc hất nước cô vô tình hất trúng tứ hoàng tử đang nằm ngủ ở gần đó, còn làm vỡ chung nữa. Tứ hoàng tử ngồi xuống cùng nói chuyện với Hae-soo. Anh dặn cô hãy cẩn thận đừng nói nhiều về bệnh của thái tử, nếu không muốn bị liên lụy. Anh còn chọc cho cô cười, rồi cúc đầu cô, nói nỗ lực và chăm chỉ thì nhất định sẽ còn cơ hội. Điều này khiến cô Hae-soo hiểu ra. Thế là từ đó cô chăm chỉ học tập, làm việc, nấu trà, bưng trà, đọc sách, học viết. Nhưng cuộc sống trong cung cũng không quá buồn tẻ, bởi vì có các hoàng tử cổ vũ cô cho cô, còn làm trò khiến cô cười. Bát hoàng tử kéo cô vào một góc, khiến Hae-soo như được tiếp thêm động lực. Thập hoàng tử thì giúp cô thử thuốc. Khi Hae-soo đang tập viết chữ thì bát hoàng tử đi đến dạy cô viết chữ, khoảng cách này thực sự quá gần rồi đấy. Anh còn cầm tay dạy cô, hành động ấy khiến Hae-soo rung động. Thậm chí anh còn đeo vòng tay tặng cô, nói là hãy hứa với anh đừng tháo nó ra, nhất định anh sẽ cứu cô ra. Sau đó anh còn đặt lên trán cô một nụ hôn, khiến trái tim Hae-soo thực sự tan chảy rồi. Buổi tối đến, Hae-soo không khỏi mê mệt ngắm nhìn bức thư anh viết cho cô, hẹn sáng mai sẽ gặp lại. Ngắm trăng bên ngoài, cô không khỏi vui mừng, nói mình sẽ sống thật tốt. Ngày sinh nhật của thập hoàng tử đến do công chúa John Hoa tổ chức. Các hoàng tử đều đến đó dự tiệc uống rượu rất vui. Các hoàng tử đều ngó nghiêng không biết Hae-soo đang ở đâu nữa. Trong bữa tiệc, công chúa nói mai sau thành thân muốn tổ chức cũng không thể được bởi vì hoàng thượng đang tìm cho cô một gia tộc ở xa. Tam hoàng tử nói cô nói vậy không sợ mất giá sao? John Hoa đáp chắc chỉ vì mình yếu kém nên chắc chưa ai muốn. Nhân lúc mọi người đang uống say, tam hoàng tử kéo công chúa ra ngoài nói chuyện. Hắn bảo cô hãy gả cho anh đi, như thế cô sẽ làm hoàng hậu của Cao Ly. Hắn biết vì cô muốn giúp Oang Úc lên ngôi nên mới nói vậy. John Hoa nói vì muội huynh có thể từ bỏ cuộc hôn nhân trước không? Tất nhiên hắn từ chối, vì hắn không muốn từ bỏ mọi thứ vì một nha đầu. Đã thế tam hoàng tử còn ôm eo cô, định cưỡng hôn. Tứ hoàng tử đi qua liền ngăn cản chuyện này lại. Bên này, Hae-soo đã làm xong việc nên được cho phép rời đi. Cô nhanh chóng trang điểm đơn giản, mặc quần áo lộng lẫy rồi rời đi. Hóa ra thái tử cho phép cô đến tổ chức tiệc cho thập hoàng tử. Hae-soo khéo léo hết sức trang trí bày biện hoa, bánh đẹp hết sức. Cô cảm ơn cậu vì đã làm bạn của cô ở Sung A, sau khi tỷ tỷ của cô mất cậu đã an ủi cô rất nhiều. Sau đó Hae-soo còn hát hò và nhảy múa vui vẻ ngộ nghĩnh. Dáng vẻ ngốc nghếch mà xinh đẹp của cô khiến các hoàng tử say sưa nhìn như tên ngốc, bao gồm cả tứ hoàng tử. Anh đang đứng cùng công chúa John Hoa, ngắm nhìn Hae-soo ngốc nghếch khiến anh không khỏi bật cười. Thậm chí Hae-soo còn hát một bài hát cho mọi người nghe, tiếng hát trong trẻo của Hae-soo khiến ai cũng xúc động lắng nghe. Sau khi rời đi, John Hoa cảnh báo cô đừng có mong làm bạn của Oang Un, biết chừng mực chút đi. May mà có thái tử nói giúp. Trong bữa tiệc mở quà của thập hoàng tử, mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ có riêng tứ hoàng tử là không có mặt. Anh đang bên ngoài hồ, bởi vì dáng vẻ xinh đẹp của Hae-soo đã hấp hồn anh mất rồi. Tam hoàng tử cố tình nói thập hoàng tử hãy đòi quà tứ hoàng tử đi rồi nói thầm vào tai điều bí bí ẩn ẩn. Hae-soo nói nhất định tứ hoàng tử sẽ tặng quà cho cậu, vì anh là người nói một là một, hai là hai mà. Thập hoàng tử nói vậy cho đệ xem mặt của huynh đi. Không khí bất giác trở nên căng thẳng. Thái tử trách mắng cậu sao lại đòi món quà như vậy chứ? Nhưng cậu nói không phải Hae-soo nói rằng chính Hae-soo đã nói như vậy sao? Anh đồng ý tháo mặt nạ của mình xuống, để lộ vết sẹo dài bên phải. Điều này khiến tất cả mọi người đều sốc, có người không dám nhìn, chỉ có tam hoàng tử là cười như được mùa. Thái tử cảnh cáo sao đệ lại đòi quá đáng như vậy chứ? Tam hoàng tử cũng đứng dậy công kích anh, nói thân phận thấp kém thì sao dám tranh ngôi làm gì, khiến thái tử nói chẳng lẽ muốn ta dạy lại đệ cách nói chuyện hay sao? Bên này, Hae-soo đuổi theo tứ hoàng tử để giải thích. Nhưng anh căn bản không nghe, còn cầm tay cô ép vào tường. Anh nói, đôi mắt của cô khiến ta cảm thấy thật chán ghét. Hae-soo đuổi theo anh giải thích, nhưng bị anh cự tuyệt, còn nói mình đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa. Hae-soo đau lòng nhìn theo. Tứ hoàng tử ở trong cung cũng không ngủ được, nằm ở bên ngoài ngắm trăng, may mà có thập tam hoàng tử nói chuyện cùng. Hae-soo cố làm, đủ mọi cách để làm hòa với anh, thậm chí còn tìm hiểu loại trà anh thích để dâng lên. Nhưng anh căn bản không muốn uống, nói là bách tính đang gặp hạn hán, sao có thể ngồi đây uống trà được cơ chứ.
Thập tam hoàng tử nói với cô chắc chắn đó là thứ tứ hoàng tử thích vì anh đã điều tra kỹ rồi. Hesu cảm thấy khó hiểu. Lúc này một đám cung nữ đi qua, cô liền tìm cách rời đi để không gặp chuyện. Vậy mà anh còn kéo cô lại tỏ ý thân mật, đúng lúc thượng cung U còn đi ngang qua. Điều đó càng khiến cô gặp chuyện lớn. Cô bị phạt quỳ nâng nâng sách suốt 2 canh giờ. Thượng cung nhắc nhở cô trong cung không được quá thân thiết với hoàng tử. Thập hoàng tử đang chán vì không có gì chơi thì con gái đại tướng quân Bắc Sun Đúc đi đến rủ cậu đi bắt chim sẻ. Thực ra cô thích cậu đã lâu rồi, thậm chí trong tiệc sinh nhật còn tặng cậu tấm da gấu, nhưng anh lại không thích. Lần này được ở cùng anh khiến cô rất vui. Bởi vì nhà vua sắp làm lễ cầu mưa nên Gia Mi viện không cho phép người ngoài vào. Thế là bát hoàng tử nảy ra một ý. Bên này, Hesu đi làm về thì đã nhận được bức thư hẹn gặp ở hang động bí mật. Ở hang, bát hoàng tử đã trang trí lộng lẫy, thắp nến sáng, không khí vô cùng lãng mạn làm Hesu khen ngợi không ngớt. Cả hai sau đó cùng ngồi tâm sự. Bát hoàng tử nói nhất định sẽ xin cho cô xuất cung. Hesu vui mừng dựa vào vai anh, cảm thấy thật ấm áp. Hôm sau, Hesu bí mật mang thuốc đến cho thái tử, bởi vì anh sắp dẫn quân đi dẹp loạn, cô dặn anh không được tắm lạnh hay gãi vết ngứa. Đúng lúc tứ hoàng tử đi vào làm cả hai có chút khó xử. Lúc Hesu rời đi thì bị một đám người lôi đi. Họ mang cô đến chỗ của hoàng hậu Du và tam hoàng tử. Hoàng hậu hỏi cô tại sao lại đến chỗ thái tử, không phải là do anh bị bệnh gì đấy chứ? Hesu nói không biết gì hết, nhưng hoàng hậu tất nhiên không tin. Bà ta trực tiếp giật tóc của cô ra đằng sau, cảnh này cũng bị tứ hoàng tử nhìn thấy. May mà có thượng cung U kịp thời đến nói giúp, nói là bà sai Hesu đi bôi thuốc cho điện hạ. Hoàng hậu nói ngươi đùa ta phải không? Nhưng thượng cung nói vậy người muốn thần đến đó hay sao, khiến hoàng hậu cứng họng chỉ đành tức tối rời đi. Thượng cung U Suzon còn nói người của ta không khiến hoàng hậu phải dạy dỗ. Tứ hoàng tử đợi sẵn trong cung hoàng hậu. Anh mong mẫu hậu sẽ ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ, làm gì cũng đừng để làm ảnh hưởng đến người khác. Hoàng hậu nghe xong rất tức tối, nhưng căn bản bị nắm thóp nên không thể nói gì, chỉ đuổi anh đi. Bà ta nghi ngờ phải chăng thằng con mình có tình ý với cung nữ Hesu. Thượng cung U bên này tát cho Hesu một cái đau điếng. Hesu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nói mình giúp đỡ người khác có gì sai sao. Tại sao bà lại trách mắng và phạt cô khiến cô khổ sở như vậy? Bởi vì ngươi quá giống ta, nhìn ngươi ta nhớ lại bản thân mình ngày xưa, ta thấy bất an. Chưa nói hết câu bà liền trực tiếp ngất đi. Khi tỉnh lại thì Hesu đã mang cháo mới nấu vào phòng. Hesu nói bởi vì bị đau bụng nên mới ngất đi, còn nói sẽ giúp giữ bí mật giúp cô. Cô còn định bón cho thượng cung ăn, cô biết thượng cung sợ mình mất mạng nên mới làm vậy. Nhưng cô hứa nhất định sẽ sống thật tốt. Tấm lòng của Hesu trực tiếp khiến bà cảm động, vì vậy mà mối quan hệ của hai người cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Hoàng đế Oanggun đang chuẩn bị làm lễ cầu mưa, bởi vì Cao Ly đang gặp hạn hán nghiêm trọng, bách tính khắp nơi lầm than. Nhưng vì tuổi cao sức yếu nên đành chọn ra một trong số các hoàng tử để làm lễ cầu mưa. Các hoàng tử lúc bỏ tên vào bình thì bàn tán không thôi, nghe nói nếu trời không mưa thì sẽ bị dân chúng xử tử. Ai nghe xong cũng kinh hãi, nhưng tứ hoàng tử bảo lễ cầu mưa làm đến lúc nào cũng được cơ mà. Thế là anh ngạo nghễ bỏ tên mình vào bình. Ai ngờ tên của anh đã được chọn. Tứ hoàng tử Oang Su, đây là ý trời, con hãy đứng ra làm lễ cầu mưa đi. Lễ cầu mưa diễn ra, tất cả hoàng thất đều có mặt. Hoàng hậu Du nhìn con trai mình cười khẩy, bà ta biết chắc tứ hoàng tử sẽ không được người dân chấp thuận. Quả đúng vậy, người dân nhìn thấy Oang Su thì chửi bới không thôi, mắng anh là đồ sao chổi. Họ còn ném đất đá vào người anh trên đường vào cung. Mọi người trong hoàng cung nhìn cảnh này không khỏi thất vọng. Đến cả Hesu cũng không dám nhìn anh. Hoàng hậu Du cùng tam hoàng tử bàn kế lần cầu mưa này cũng sẽ là để thay đổi ngôi vị thái tử. Việc chọn ra người kế vị chẳng qua là nhờ nhân định mà thôi, vì thế con nhất định sẽ có được Cao Ly trong tay. Hesu đi tìm tứ hoàng tử, thấy anh đang nằm trên thuyền ở ngoài hồ thì liền tới, ai ngờ suýt ngã. May mà có hoàng tử đỡ lấy. Cô an ủi anh đừng quá để bụng đám người đó làm gì. Cô nói sống nhất định phải do mình quyết định, không được để mặc nó, dù cuộc sống không dễ dàng. Cô nói lần này sẽ qua nhanh thôi. Tối đến, Hesu mày mò dược liệu, lấy cái này trộn cái kia để làm kem che khuyết điểm cho tứ hoàng tử. Hóa ra buổi tế lễ là do Khâm Thiên Giám cho Di Mông sắp xếp cho tứ hoàng tử được chọn, để anh có thể đường đường lên ngôi hoàng đế. Lúc hoàng tử đang định rời đi thì Hesu kịp đến, cô muốn trang điểm cho anh để che vết sẹo ấy đi. Sờ lên vết sẹo của anh, cô nói dù anh có sẹo hay không thì cô biết anh sẽ làm người tốt. Từ trước đến giờ không ai mà không sợ vết sẹo của anh, vậy mà Hesu lại là người duy nhất giúp anh, điều này khiến anh rất cảm động. Khoảng cách này cũng thật là quá gần rồi đó. Vì giờ cầu mưa đã sắp diễn ra, nên tam hoàng tử được làm tế chủ, đúng như kế hoạch của hoàng hậu. Nhưng lúc này tứ hoàng tử bước ra với diện mạo hoàn toàn mới, vết sẹo đã hoàn toàn biến mất. Bách tính ngoài thành nhìn diện mạo ngạo nghễ này liền quỳ rạp xuống cầu xin anh hãy tạo mưa. Cả hoàng thất trong cung cũng hết sức kinh ngạc. Hoàng hậu tức tối nghĩ rằng lẽ ra đó phải là tam hoàng tử chứ. Hesu nhìn anh, bất giác hiện lên trong đầu hình ảnh anh sẽ là hoàng đế của Cao Ly. Chưa tế lễ xong thì trời bắt đầu đổ mưa rào, bách tính mừng rỡ reo mừng. Phải chăng hoàng đế Cao Ly tiếp theo đã sẽ là Oang Su lẫm liệt hay sao? Nhờ lễ cầu mưa thành công mà tứ hoàng tử đã được lòng của hoàng thân và bách tính. Hesu ngắm nhìn anh trên kiệu, Hesu không khỏi bàng hoàng,
không lẽ chính là mình đã giúp anh lên ngôi hoàng đế hay sao? Mình sẽ khiến các hoàng tử khác bị hại chết hay sao? Bát hoàng tử nói sẽ không sao đâu, bởi vì thái tử hiện tại vẫn sẽ lên ngôi mà thôi. Hesu nghe vậy liền chạy đi tìm người để hỏi, đó là Khâm Thiên Giám Choi Ji-mông. Cô hỏi liệu người tiếp theo lên ngôi sẽ là ai? Ông nói đó là thái tử, nhưng người sau đó sẽ là Oang Dong. Chẳng phải cô hay gọi Oang Su là Oang Dong hay sao? Thậm chí Khâm Thiên Giám còn nói mình những lời nói kỳ lạ. Hesu đoán có lẽ cũng là người xuyên không giống mình, nhưng hiện tại không còn nhớ gì. Ông dặn cô đừng cố gắng can dự vào chuyện này, bởi vì vận mệnh thì không thể thay đổi được, hãy chấp nhận sống yên ổn đi thôi. Hesu đi về trong đầu suy nghĩ không thôi thì nghĩ đột nhiên có người kéo cô vào lòng. Cô ngẩng lên thì hóa ra là tứ hoàng tử, điều này làm cô sợ hãi hét lớn. Tứ hoàng tử lúc này còn cười nói, tay hứng lấy nước mưa uống ngon lành. Hesu nhìn anh như vậy, không tin anh sẽ là người tàn nhẫn ra tay với huynh đệ mình. Cô quyết tâm sẽ giúp thay đổi cuộc đời của anh. Cô chỉ nói bất luận có giận đến đâu cũng không được đánh người, cũng nhất định không được hại người. Hôm sau, bệ hạ đến đi cùng đại tướng đang chọn phu quân cho con gái. Đại tướng đã nhìn chúng ngay thập hoàng tử, vì ông biết con gái mình thích cậu. Bệ hạ đến thăm các hoàng tử đang uống trà. Bởi vì tứ hoàng tử có công trong việc cầu mưa nên được ban thưởng. Anh xin bệ hạ ban Hesu cho mình, bệ hạ đồng ý cho cô lên làm thượng cung, còn dặn dò giúp đỡ cho anh. Sau đó bệ hạ thông báo việc hôn lễ giữa con gái bác Sun Đúc của đại tướng và thập hoàng tử Oang Un. Oang Un không hề muốn, quỳ xuống cầu xin rút lại thánh chỉ nhưng bị cự tuyệt. Oang Un nhìn Hesu, lúc đứng lên đa tạ còn làm rơi túi bi anh định tặng cho cô. Bát hoàng tử đi gặp Hesu, cô tặng anh món quà để đáp lại quà tặng vòng tay hôm nọ. Đó là một chiếc gối cô tự tay may cho anh, bởi vì hoàng tử hay mất ngủ. Anh cũng tặng cô cuốn sách, trong đó là tranh vẽ cảnh hai người đi dưới tuyết. Dù chuyện xuất cung đã bị hủy, nhưng cô nói anh hãy chờ cô. Cả hai ôm nhau thắm thiết, cảnh này ngọt đến mức khiến tôi muốn sâu răng rồi. Buổi tối, Thượng Cung U dặn dò Hesu hãy để ý những quy định, đặc biệt nhắc nhở hãy quan tâm đến tứ hoàng tử một chút. Hesu đang trang điểm cho tứ hoàng tử, còn đưa anh tờ công thức làm kem che khuyết điểm. Nhìn Hesu tinh danh nay nghiêm túc và im lặng khiến anh cảm thấy có chút khó hiểu. Chuyển cảnh, một cô gái đang luyện kiếm trong rừng. Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng sáo thì liền đi xem, hóa ra thập hoàng tử Bác A đang ngồi thổi sáo cho tụi trẻ con nghe. GAP lại nhau hai người đấu khẩu lẫn nhau. Lúc anh đang định nói ra thân phận thì cô gái đã biến mất đâu, chỉ để lại chiếc dây đeo ở thắt lưng. Cô gái này cũng thật quá bí ẩn rồi, bởi vì thập hoàng tử nhất quyết không chịu thành hôn nên đã tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Bác Sun Đúc liền chạy đi tìm Hesu nhờ giúp, còn nói dù ngài ấy có muốn lập thiếp cô cũng sẽ chấp nhận. Lúc Hesu vào phòng thì cậu đang ngồi uống rượu say mềm. Hesu nói biết chuyện cậu thích cô, nhưng cô không thích anh nên chỉ từ chối việc làm thiếp của cậu. Hesu cũng an ủi vì nhờ cậu mà cô luôn thấy bản thân thoải mái. Trong lễ thành hôn các huynh đệ tặng hai người quà tặng, mong hai người hạnh phúc. Hesu đứng nhìn mọi người cười nói vui vẻ, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh tứ hoàng tử ra tay sát hại thập hoàng tử và vợ. Hesu sợ hãi chạy đi ngay, đúng lúc bị bát hoàng tử nhìn thấy. Cô nói với anh hãy cẩn thận tứ hoàng tử, nhất định không được cản đường. Cô chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, đi đến đâu cũng được, khiến bát hoàng tử đau lòng ôm cô vào an ủi. Thập hoàng tử tất nhiên vẫn không muốn chấp nhận, nên vẫn cự tuyệt bác Sun Đúc, còn không cho nằm cùng mình. Nhưng bác Sun Đúc vì rất yêu anh, nên chấp nhận, thậm chí không ngần ngại còn ngủ dưới đất. Bên này, điện hạ đang phân bổ nhiệm vụ mới cho tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Tam hoàng tử sẽ phải đi khỏi kinh thành đến các phủ thăm dò tình hình, còn quân binh thì giao lại cho tứ hoàng tử, điều này rõ ràng là hoàng thượng đang thiên vị ai rồi. Trong bữa cơm, hoàng hậu và mọi người đều ân cần. Hoàng hậu còn ân cần gắp cho anh miếng thịt khiến tứ hoàng tử không khỏi bất ngờ, chắc hẳn có ẩn ý gì đó. Lúc uống trà, hoàng hậu lộ nguyên hình nói muốn anh giết thái tử. Tứ hoàng tử đồng ý nhưng phải để anh lên làm vua. Điều này khiến hoàng hậu và tam hoàng tử phản ứng dữ dội. Nhưng tứ hoàng tử bảo mình đang nói đùa mà thôi. Hoàng hậu dặn anh đừng quá kiêu ngạo, vụ cầu mưa chẳng qua lấy anh làm con tốt cho thái tử mà thôi, bị chính phụ vương lợi dụng mà không biết. Anh nói mình là tự nguyện đồng ý, mong sau này đừng gọi anh đến ăn cơm cùng nữa, sau đó đứng dậy rời đi. Thập nhị hoàng tử ngồi đó cũng không khỏi bất bình, nếu mẫu hậu muốn huynh đệ tương tàn thì còn sinh ra chúng con làm gì. Hesu bên này ngồi trong phòng vẫn không khỏi run rẩy sợ hãi. Cô ra ngoài để hít thở, lúc này tứ hoàng tử cũng đến. Tứ hoàng tử ôm chầm lấy cô, nói muốn nghỉ ngơi một chút nhưng bị cô cự tuyệt trốn tránh. Cô bây giờ rất sợ hãi khuôn mặt ấy, bởi vì cô biết anh sẽ giết các huynh đệ của mình. Nhưng càng cự tuyệt anh càng không buông, bởi vì với anh bây giờ cô đã là người của anh, sau đó đặt lên môi cô nụ hôn. Tứ hoàng tử cưỡi ngựa dẫn cô rời khỏi hoàng cung. Cảnh này bị thập nhị hoàng tử nhìn thấy. Anh đi báo cho bát hoàng tử, cả hai mau chóng cưỡi ngựa đuổi theo. Bên này, tứ hoàng tử dẫn cô đến bãi biển ngắm bình minh. Nhìn cảnh biển rộng lớn, anh tâm sự với cô bản thân chưa từng đem lại bất hạnh cho ai, cũng chưa từng làm hại ai, vậy mà tại sao 5 lần 7 lượt bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hesu chỉ đáp bản thân mong anh sẽ luôn được sống thật vui vẻ, không phải làm hại ai. Cô cũng nói bản thân đã có người mình thích rồi. Tứ hoàng tử nói nếu người cô thích là ai khác thì anh sẽ không ngần ngại ra tay với họ, người cô thích chỉ có mình anh mà thôi, bởi vì cô là tri kỷ của anh.
Sau đó anh còn lôi trong túi ái chiếc châm cài tóc tặng cho Hesu, cảnh báo cô đừng mong chạy trốn khỏi anh. Bên này hai người cưỡi ngựa về thì bắt gặp thập nhị hoàng tử và bát hoàng tử cưỡi ngựa đuổi đến. Thập nhị hoàng tử định đón cô nhưng bị tứ hoàng tử cự tuyệt. Bát hoàng tử và tứ hoàng tử đối khẩu qua lại, trực tiếp tranh giành Hesu về phía mình. Hesu đứng ra khuyên ngăn hãy để cô đi về cùng tứ hoàng tử, bát hoàng tử miễn cưỡng đồng ý, nhưng đây sẽ là lần cuối anh làm vậy. Về đến cung thì cả hai gặp thượng cung U, dù tứ hoàng tử nói tự mình đưa cô ra ngoài, nhưng vẫn bị bà đuổi đi. Thượng cung khuyên Hesu không nên quá tốt bụng với tứ hoàng tử, càng không thể hành xử tùy tiện, bởi vì như thế mới có thể sống được. Bát hoàng tử đi đến chỗ tam hoàng tử đang luyện bắn cung thì cũng đến bắn thử nhưng nhắm trượt. Tam hoàng tử khuyên anh hãy nghĩ đến một người mà nhắm vào, cũng khuyên anh hãy thay đổi dần mục tiêu đối đầu đi. Khỏi cần đoán cũng biết bát hoàng tử sẽ nghĩ đến ai, lần này anh đã thực sự nổi giận rồi. Trong hang động bí mật, anh và Hesu ngồi tâm sự với nhau. Anh nói anh sẽ không để mọi chuyện như thế này nữa, nên sẽ xin hoàng thượng vào Tết Trùng Dương cho cả hai thành thân càng sớm càng tốt. Cả hai sẽ rời khỏi đây, cùng sống một đời hạnh phúc. Lời cầu hôn này của Oang Úc khiến Hesu rất hạnh phúc, cô tin người này sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Nhưng chưa kịp trả lời anh thì họ lại bị thượng cung bắt tại chỗ rồi đưa đi. Về cung, bà nói rằng Hesu hãy xuất cung về quê cùng mình. Hóa ra bà đã biết chuyện tình giữa cô và Oang Úc nên muốn giải thoát thân phận cho cô, rời xa các hoàng tử, nhưng bị Hesu từ chối. Thượng cung rất bất bình, nói rằng hãy nghĩ đến tứ hoàng tử đi, kẹp giữa cả hai thì có thể sống được không, rõ ràng không tin lời này của hoàng tử. Bởi vì năm xưa bà cũng bị chính người mình yêu phản bội, người ấy chính là hoàng đế Cao Ly bây giờ. Thượng cung chỉ có thể lặng lẽ bên ngoài chăm sóc cho người ấy, thậm chí tắm rửa cho những cung nữ được thị tẩm. Bà cầm tay Hesu mong cô hãy lùi lại nhìn rõ mọi chuyện hơn. Nhưng Hesu đáp nhất định hãy tin tưởng bát hoàng tử, bởi vì anh không giống ham ngai vàng. Sáng hôm sau, Hesu trang điểm cho tứ hoàng tử. Cô nói cô coi anh như người bạn, chỉ là muốn động viên anh trong những lúc khó khăn nhất, mong anh sẽ không hiểu lầm hành động của cô là tình yêu. Tứ hoàng tử vốn là người đơn giản, với anh thì tình bạn với tình yêu với cô cũng là một. Dù Hesu có đẩy anh ra xa thì anh sẽ càng tiến đến, bởi vì cô là của anh, sau đó ôm eo định hôn cô lần nữa, nhưng Hesu đã nhanh chóng bịt miệng lại. Trong buổi nói chuyện gia đình, bát hoàng tử thông báo bản thân sẽ xin hoàng thượng thành hôn với Hesu và đưa cô đến nơi khác sống, bởi vì anh quá chán ghét cuộc sống trong cung, chỉ muốn sống thật dễ chịu. Công chúa Giòn Hoa hết sức bất bình, hỏi anh sẽ bỏ rơi gia tộc của mình, bỏ rơi muội và mẫu thân sao. Nhưng Thái Phi Hoang Bô lại đồng ý chuyện này, nhưng không quên cảnh báo anh hãy chuẩn bị tinh thần vì điều đó sẽ rất khó khăn. Bởi lẽ Thái Phi vốn cũng đã chán ghét lòng tham của nhà ngoại rồi, bà muốn anh có thể sống tốt hơn. Nhưng Giòn Hoa không muốn như vậy, bởi vì năm xưa Thái Phi bị hãm hại mà đẩy ra khỏi cung. Nếu gia tộc họ không lên ngôi thì sẽ sớm bị các gia tộc khác nuốt chửng. Từ nay con sẽ thay đổi mục tiêu, con sẽ không làm em vua hay vợ vua nữa, con sẽ vượt lên cả vua. Nói rồi lập tức đứng dậy bỏ đi. Giòn Hoa đi đến chỗ hoàng hậu, có lẽ cả hai sẽ lên âm mưu gì đó. Hoàng hậu thì đã lên kế hoạch ly gián mối quan hệ giữa bệ hạ, thái tử và tứ hoàng tử. Bọn họ dự định sẽ trộm giấy nợ của nhà ngoại thái tử, sau đó đổ tội cho tứ hoàng tử làm việc này, chỉ cần giả vờ hoàng hậu ủng hộ tứ hoàng tử thì sẽ thành công. Trong buổi chầu, các quan thần mong rằng hoàng thượng hãy xem xét lại người kế vị, không thể giao đất nước vào tay kẻ vô đức được. Hoàng thượng hỏi rằng có đề xuất người nào phù hợp không. Tất nhiên đây là cái bẫy rồi, các quan đại thần đều thi nhau tâu tứ hoàng tử Oang Su là người thích hợp nhất. Nhưng hoàng thượng đã sớm biết âm mưu này của hoàng hậu Du nên đã gọi Oang Su đến, nói rằng muốn anh rời khỏi hoàng cung, như thế tránh khỏi việc tranh giành ngôi vị. Oang Su cay đắng nghĩ lại lời nói của hoàng hậu, hóa ra bản thân vẫn luôn chỉ bia đỡ đạn cho thái tử. Tứ hoàng tử tức giận xông vào phòng mẫu hậu chất vấn, giày vò anh chưa đủ hay sao? Anh không cần biết các người sẽ làm gì nhưng anh sẽ ngăn chặn chuyện đó lại. Hoàng hậu cũng không che giấu, nói mình sẽ cho người hạ độc thái tử vào Tết Trùng Dương. Nếu anh đứng ra ngăn cản thì sẽ đường nào cũng sẽ chết, nhưng nếu anh hợp tác, bà ta sẽ ủng hộ anh lên ngôi. Buổi tối, có hai cung nữ gặp nhau đưa cho nhau một lọ thuốc. Sau khi rời đi, cung nữ đi thỉnh báo với một người bí ẩn che mạng. Người đó nói nhất định không được để hoàng hậu biết chuyện này. Ở bên này, cô gái múa kiếm hôm nọ đang nói chuyện cùng tả tướng quân. Hóa ra cô chính là công chúa Uhi, công chúa cuối cùng của nước Hậu Bách Tế. Cô và tả tướng quân đang ủ mưu sẽ ám sát hoàng đế Cao Ly vào dịp Tết Trùng Dương này. Cảnh này đúng lúc bị thập tam hoàng tử đi qua nhìn thấy nên tả tướng quân nhanh chóng bỏ đi. Mặc dù cả hai vẫn chưa nhận ra được thân phận của nhau, nhưng rất nhanh họ sẽ có tình ý với nhau. Trong buổi tiệc Tết Trùng Dương, hoàng thất đều nói cười rất vui vẻ. Ở đây có phong tục tung xúc sắc chọn người uống rượu và đối thơ. Đến lượt đổi người sang thái tử thì lại ngập ngừng không muốn uống nên hoàng hậu đã cho người đổi trà. Thực ra đây là một âm mưu để hạ độc thái tử. Tứ hoàng tử vì không muốn huynh đệ tương tàn nên đã cho đứng lên nhận chúc phúc thái tử ba ly trà. Anh trực tiếp uống hết độc trong bình trà, chịu chết thay cho thái tử. Hoàng hậu và công chúa Giòn Hoa bên ngoài thì tức tối không nói nên lời. Nhưng lúc này, độc đã dần ngấm nên anh xin phép được lui trước. Chứng kiến người mình yêu uống trà bị hạ độc, công chúa cũng thẳng thắn chịu cùng. Cô đứng lên rót trà có độc từ bình, chúc hoàng thượng ba ly. Hoàng hậu thấy xong liền ngơ ngác,
nhưng chỉ là giả vờ đổ rượu ra tay rồi ngất đi, không quên hất đổ bình trà độc. Bên này, độc cũng đã phát tác trong người tứ hoàng tử làm anh miệng không ngừng ho ra máu, sau đó bất tỉnh ngã ra sàn. Hesu quay lại thấy liền kinh hoàng chạy tới, không ngừng kêu cứu. May mà thái tử kịp đến, cho người đưa anh đi đến thái y, còn Hesu bị bắt đi do bị nghi ngờ hạ độc. Quân lính đi lục soát phòng của Hesu, phát hiện có bình thuốc độc và cả vòng tay mà thái tử tặng cô. Ở thái y viện, may mà tứ hoàng tử có năng lực chịu độc rất mạnh mẽ nên vẫn giữ được mạng sống. Sự việc này vẫn còn nhiều uẩn khúc, vì thế không khỏi làm mọi người nghi ngờ. Hesu ngồi trong buồng giam co ro, chưa hết sợ hãi việc vừa rồi. Bát hoàng tử đến thăm cô, câu đầu tiên cô hỏi anh đó là tứ hoàng tử có sao không, điều này làm anh không vui. Anh an ủi cô tứ hoàng tử không sao, hãy nghĩ cho mình trước bởi vì cô đã bị nghi ngờ hạ độc trà của thái tử. Anh dặn cô phải cố gắng chịu đựng kể cả bị cực hình, anh sẽ sớm tìm cách đưa cô rời khỏi đây. Trong buổi lên triều, tả tướng quân đổ tội chính thái tử là người đã cấu kết cùng Hesu hãm hại tứ hoàng tử. Nhưng bát hoàng tử đứng ra phân tích đây rõ ràng là độc để hãm hại thái tử do tứ hoàng tử uống nhầm, chính công chúa Giòn Hoa cũng bị trúng nên càng thêm phần khẳng định. Nhưng Hesu vẫn sẽ chịu phán quyết treo cổ. Mặc dù thái tử đã xin bệ hạ thả phế con đi còn hơn, nhưng nhà vua nhất quyết không đổi, không biết anh sẽ định làm gì đây. Sau khi tỉnh lại, tứ hoàng tử đã đứng dậy đi thăm Hesu nhưng bị thập tam hoàng tử và bát hoàng tử ngăn cản. Anh tiết lộ mọi chuyện là do chính hoàng hậu Du, mẫu hậu của anh làm. Anh uống thuốc độc đó là để cứu Hesu, nhưng vì Giòn Hoa cũng uống rượu nên mới làm tình hình thêm phức tạp. Anh mong bát hoàng tử sẽ tìm ra chứng cứ để minh oan cho Hesu. Khi đến nhà lao, nhìn thấy cơ thể của Hesu bị tra tấn bê bết máu khiến tứ hoàng tử không khỏi đau lòng. Vì anh mà cô đã chịu thiệt thòi rồi. Khi cô hỏi vì sao lại uống thuốc độc thì anh chẳng thể nói lời nào, chỉ dặn sẽ sớm đưa cô ra ngoài. Hesu dặn anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần đến thăm cô. Tứ hoàng tử rời đi với ánh mắt căm giận, chắc chắn anh sẽ chuẩn bị làm gì đó để trả thù cho người mình yêu. Bát hoàng tử đi theo một cung nữ chứng kiến cuộc trò chuyện bí mật với một người bí ẩn. Khi cô ta rời đi thì anh bắt lại, đe dọa người bí ẩn kia mau mau lộ diện vì đã có con tin trong tay. Khi cởi mũ, anh mới bàng hoàng người đó không ai khác chính là em gái của anh, công chúa Giòn Hoa. Công chúa nói mình làm việc này chính là để cho huynh thức tỉnh, bởi vì cô đã nhìn anh buổi lễ cầu mưa, ánh mắt của anh khao khát muốn làm vua, vậy mà vì một nữ nhân mà vứt bỏ tất cả. Cô biết rõ lòng anh muốn làm vua nên mới làm vậy, thậm chí còn đe dọa nếu không làm được hãy từ bỏ muội và mẫu hậu đi. Hoàng tử tức giận phi châm đâm chết cung nữ vừa rồi. Anh không thể từ bỏ gia đình mình được, vì thế từ nay giữa họ không còn là tình gia đình mà là chủ nợ, chúng ta mắc nhau một món nợ lớn. Giòn Hoa thề rằng sẽ dốc hết sức giúp huynh ngồi lên ngai vàng, dùng cả đời này báo đáp. Cuối cùng cô ta cũng đã đạt được điều mình mong muốn. Bát hoàng tử đến nhà lao thăm Hesu, nhưng nhìn cây châm nhuốm máu trên tay anh không thể làm gì khác, từ nay anh sẽ dứt khoát vứt bỏ Hesu. Tứ hoàng tử cũng đến chính điện cầu xin bệ hạ hãy ân xá cho Hesu. Nhưng bệ hạ nói không thể vì một mạng sống để đổi lấy phồn vinh của quốc gia được, nếu còn dám xin nữa thì sẽ bị chém đầu. Thượng cung U đau lòng nhìn Hesu trong nhà giam, ra là bát hoàng tử nhờ bà ra mặt đến thăm. Bát hoàng tử cũng biết mối quan hệ của bà và hoàng đế, nên mong bà sẽ khuyên ngăn hoàng thượng lại. Nhưng thượng cung từ chối, vì bà chỉ là cung nữ bé nhỏ, không thể đưa ra yêu cầu quá đáng được. Nhưng bà vẫn sẽ đi gặp hoàng thượng, bởi vì bà thương Hesu như chính con của mình. Nhưng hoàng tử sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay đã sợ sệt không dám ra mặt. Thượng cung U ở riêng cùng hoàng thượng, nói rằng chính mình đã muốn hạ độc thái tử, bởi vì mình ghen tị khi nhìn họ lớn lên khỏe mạnh, mà con của bà thì không. Sau đó bà còn lôi ra trong người một tấm vải nhuốm máu, năm xưa bị người ta hại đến sảy thai, vì thế bà không thể đứng nhìn đứa con gái của mình bị hại chết được. Dù sao, bà cũng đã sắp không còn sống nữa vì bị ung thư, hai năm nay ăn không ngon, liên tục bị đau bụng. Vì thế trước khi ra đi, bà mong hoàng thượng có thể cứu Hesu và thái tử khỏi âm mưu của hoàng hậu. Sáng hôm sau, Hesu bị dẫn lên pháp trường. Tứ hoàng tử đi đến đánh nhau với quân lính để cứu Hesu, may thay đã có lệnh hủy bỏ hình phạt. Bên này, thượng cung U đã mặc áo trắng để chuẩn bị đi ra pháp trường. Hesu vừa đi đến thì vô cùng sốc, ai mà ngờ người chịu tội chính là thượng cung U. Cô trực tiếp kéo tay thượng cung muốn cùng bỏ trốn. Nhưng lối đi bí mật đã bị chặn lại, Hesu tay rớm máu vẫn cố gắng tìm lối ra. Thượng cung chỉ đành ôm cô vào lòng, nói đừng cảm thấy áy náy cho bà, dù sao bà cũng không thể sống được bao lâu nữa. Hesu đi đến trước chính điện, ở bên ngoài quỳ xuống cầu xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Bát hoàng tử muốn đến cứu thì bị thái phi cản lại, bởi điều này quá nguy hiểm. Lúc này hoàng hậu đi đến, cố ý mỉa mai về Hesu khiến bát hoàng tử hết sức tức giận. Thái phi hoang bô quỳ xuống cầu xin hoàng hậu đừng làm hại đến con của bà, hoàng hậu làm gì cũng được. Nhìn mẹ mình, bát hoàng tử thề rằng nhất định sẽ trả mối nhục này. Hesu không ăn uống quỳ gối cầu xin suốt 2 ngày 2 đêm không kể trời mưa. Các hoàng tử bị tấm lòng của Hesu làm cảm động, thậm chí còn ra ngoài đứng chịu mưa cùng. Bát hoàng tử cũng đi đến, nhưng vì mối thù của gia tộc nên không thể ở bên cô được, chỉ đành quay gót rời đi. Hesu nhìn thấy thì chết lặng, vậy là đến cả người mình yêu cũng rời bỏ mình. May mà vẫn còn tứ hoàng tử ở bên, lấy áo che mưa cho Hesu thật cảm động. Tứ hoàng tử chuẩn bị rời khỏi hoàng cung theo lệnh của hoàng thượng. Bên này,
Jesus đã tỉnh lại sau khi bất tỉnh. Không thiên giám đến thăm cô, nói cô hãy đi đến một nơi thật xa để không còn gặp các hoàng tử nữa. Jesus đi gặp tứ hoàng tử, trả lại anh chiếc châm cài tóc như để nói lời từ biệt. Hôm sau, thập tứ hoàng tử chạy và nói Jesus đã bỏ đi, tìm khắp nơi mà không thấy. Bát hoàng tử xông vào phòng thì đã không còn một bóng người. Công chúa Giòn Hoa đến gặp hoàng hậu nói chuyện, cảnh cáo bà đừng bao giờ động đến gia đình mình, nếu không sẽ có chuyện không hay đâu. Nhìn ánh mắt sắc sảo khiến hoàng hậu không khỏi rùng mình, cô ta nhất định có dã tâm rất lớn, nhưng điều này lại khiến tam hoàng tử cảm thấy rất hứng thú với cô. Tối hôm sau, tam hoàng tử mang nhẫn đến cầu hôn Giòn Hoa, đúng lúc bị bát hoàng tử nhìn thấy. Bởi vì hoàng thượng đã ban sắc lệnh nên từ nay các hoàng tử đều có thể lên ngôi hoàng đế, vì thế bát hoàng tử sẽ để Giòn Hoa làm con tin, đợi thời cơ chín muồi sẽ lên ngôi. Jesus bị đẩy xuống làm tầng lớp thấp kém nhất, ngày ngày bị các cung nữ bắt nạt, trái tim và thể xác vô cùng mệt mỏi. Bát hoàng tử đứng nhìn cũng không khỏi đau lòng, trong lòng thích Jesus hơn ai hết nhưng không thể làm trái lệnh, chỉ đến tối anh mới lặng lẽ đến thăm cô. Cả hai đối mặt với nhau, lặng lẽ không nói nên lời, Jesus chỉ hỏi huynh còn nhớ muội không, hoàng tử nói mỗi giây phút ta đều nhớ muội. Nhưng thời thế đã thay đổi, ta không thể ở bên cạnh nàng được. Jesus đang phơi quần áo bỗng nhìn thấy bóng dáng của tứ hoàng tử, cô dụi mắt nhìn thì lại không thấy, tưởng mình gặp ảo giác nên vội giấu nỗi nhớ nhung đó đi. Đúng lúc đó Oang Su ôm lấy cô từ đằng sau. Jesus bảo anh mau rời đi, nhưng tứ hoàng tử nhất quyết không muốn, anh nhất quyết muốn cứ Jesus rời khỏi đây. Nhưng Jesus trái tim đã mệt mỏi, cô không muốn anh quan tâm cô nữa, không muốn tổn thương vì ai nữa. Hôm sau, bệ hạ cho gọi Jesus đến. Nhìn dáng vẻ này, Jesus biết hoàng đế sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Hoàng thượng nói mình đã điều tra thân thế của Jesus, sau khi tỉnh lại như biến thành người khác. Ngươi chính là cùng một kiểu với Khâm Thiên Giám Choi Ji-mong phải không? Các ngươi biết trước những chuyện trong tương lai mà chúng ta không biết. Hoàng thượng biết chuyện tứ hoàng tử có tướng làm vua nên không biết mai sai trong cung sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khuyên Jesus đừng can dự vào tương lai. Có như thế mới có thể sống bình yên được. Lúc rời khỏi cung, Jesus không khỏi suy nghĩ về những lời ấy. Trong lễ hợp bình, tứ hoàng tử đã lấy ra cây châm chỗ Jesus, hãy kết hôn cùng ta đi. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, tự do tự tại không bị ai gò bó. Cảnh này bị bát hoàng tử nhìn thấy, Jesus liền vội vàng rời đi. Cả hai nổi giận trực tiếp đối mặt qua lại, đe dọa lẫn nhau tranh giành Jesus. Ở bên khác, trong buổi lễ, công chúa của hậu bách tế Uhi đang múa kiếm, chuẩn bị ra tay sát hại hoàng đế. Thập tam hoàng tử nhìn đường kiếm của cô không ổn, nhất định sắp có chuyện rồi. Lúc cô định ra tay thì đã anh chạy ra cản lại, trực tiếp bị lưỡi kiếm đâm trúng người. Mọi chuyện sẽ ra sao đây, cùng đón xem nhé. Cô gái này là U Hoa, công chúa cuối cùng của hậu bách tế. Để trả thù cho đất nước đã bị nước Cao Ly thâu tóm, cô trà trộn vào trong đoàn múa, nhân cơ hội sẽ ra tay sát hại Cao Ly thái tổ Oang Gun. Nhưng khi cô chuẩn bị ra tay thì bị thập tam hoàng tử Bác A chạy ra đỡ lấy lưỡi kiếm khiến cô bàng hoàng. Vậy là kế hoạch của tam hoàng tử đã tan thành mây khói. Đúng lúc này, hoàng thượng vì tuổi cao sức yếu mà ngã lăn ra đất hôn mê. Trên giường bệnh, hoàng thượng dặn dò đại tướng quân và Khâm Thiên Giám hãy giúp đỡ thái tử và tứ hoàng tử. Từ bây giờ là cuộc chiến của các khanh. Hôm sau, tam hoàng tử và bát hoàng tử đi đến chính điện bàn chuyện đánh cháo di ngôn, nhưng hoàng thượng nhanh tay một bước đã cho quân cản lại. Thậm chí kể cả hoàng hậu và thái phi cũng không được bước vào, bởi vì hoàng thượng muốn thái tử có thể nhanh chóng đến gặp ngài. Trong điện, hoàng thượng muốn Jesus gọi thái tử đến gặp mình trước khi chết để trao di ngôn đưa lên làm vua, cũng dặn dò không được nói người sắp băng hà. Jesus vội vàng rời đi, đúng lúc gặp bát hoàng tử đi đến hỏi thăm, anh liền hỏi bệ hạ đã băng hà rồi sao. Jesus nhớ lại lời hoàng thượng nói, nếu ai đó hỏi, người đó sẽ muốn xoán ngôi, vậy là bát hoàng tử muốn làm vua sao? Bát hoàng tử nói mình làm vậy là vì Jesus, chỉ có người mạnh nhất thì mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương được. Jesus nhất quyết vẫn muốn đi tìm thái tử, khiến bát hoàng tử bất lực thả cô đi. Mặt khác, tam hoàng tử đang nôn nóng muốn biết tình hình của bệ hạ ra sao thì nghe thập tứ hoàng tử nói trà của Jesus giúp hoàng thượng phục hồi. Nghe vậy, hắn ta lập tức sai người đi tìm Jesus, chắc chắn cô biết tình hình như thế nào. Lúc Jesus định rời đi thì gặp cửu hoàng tử đi tìm, may mà có tứ hoàng tử kéo lại. Cô nói tình hình cho tứ hoàng tử biết, vậy là bệ hạ đã băng hà, tam hoàng tử nhất định sẽ sớm tiến đánh điện Chun Đúc để giành ngôi, vì vậy phải nhanh chóng đưa thái tử về. Nhưng lối vào Sung A đều đã bị phong tỏa rồi. Jesus nói mình biết một người, chính là công chúa Uhi, chắc chắn cô ấy biết đường đi khác. Trong chính điện, Jesus đứng ngắm nhìn ngai vàng cùng nói chuyện với tứ hoàng tử. Jesus chỉ mong sẽ không ai phải chết trong cuộc chiến ấy, kể cả tứ hoàng tử hay bát hoàng tử. Trong cung, hoàng hậu và thái phi đang tranh giành nhau xem ai đắp khăn tang cho hoàng thượng. Đúng lúc này, tứ hoàng tử đi vào thăm bệ hạ, nhớ lại ký ức năm xưa mà rơi nước mắt, sau đó tự tay đắp khăn tang cho cha của mình. Sau đó, anh dặn dò Choi Ji-mong hãy huy động mọi lực lượng trong điện, vì ngày mai tứ hoàng tử và bát hoàng tử sẽ đem quân tạo phản, phải ngăn lại. Hoàng hậu ngây người, xin đừng làm hại con của ta, nếu không ta sẽ giết ngươi, nhưng bị tứ hoàng tử cự tuyệt. Thái phi dặn dò bây giờ là lúc cả hai cần phải nghĩ cách cứu lấy con của mình đi. Hôm sau, tứ hoàng tử và bát hoàng tử đã bày quân trước điện để tiến đánh, nhưng không khí yên ắng thật đáng ngờ. Ở trong,
tứ hoàng tử và đại tướng quân cũng đã kịp bày binh đợi sẵn. Cả hai bên cử người ứng chiến, đó là cuộc chiến giữa tứ hoàng tử và bát hoàng tử. Hai hoàng tử đánh nhau bất phân thắng bại, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng lúc này quân lính của thái tử đã tràn vào. Tam hoàng tử định đến điện lấy thì bị bát hoàng tử kề kiếm vào cổ ngăn cản. Hóa ra đây là kế sách bát hoàng tử oang úc, cố ý theo phe phản loạn để lừa tam hoàng tử mắc bẫy, coi như anh đã lập được công lớn. Lúc này, Khâm Thiên dám đi ra, truyền di ngôn nhường ngôi cho thái tử Oang Mun. Tất thảy các hoàng tử và binh lính quỳ gối trước xuống tân vương. Hoàng hậu Du sau một đêm mà tóc nhuộm trắng đầu, bơ phờ chạy ra ngoài thấy cảnh tượng mà sụp đổ. Trước tang lễ, Oang Úc và Hai Su gặp lại nhau. Cô hỏi anh tại sao lại gạt muội, còn anh hỏi vậy muội vẫn muốn chọn Oang Su hay sao? Hai Su hiểu ngay, hóa ra bát hoàng tử muốn thủ tiêu tứ hoàng tử. Bát hoàng tử không phủ nhận, bởi vì đường lên làm vua thì phải loại bỏ những kẻ ngáng đường. Hai Su tỏ ra thất vọng, vậy là đến huynh ấy cũng thay đổi. Bát hoàng tử nói muội mới là người thay đổi, giấu ta chuyện bệ hạ băng hà, không coi mạng sống của ta ra gì sao? Hai Su đáp bệ hạ muốn đưa thái tử lên ngôi, đây là thiên ý không thể làm trái. Hơn nữa, cô cũng đã xin tứ hoàng tử không làm hại anh. Rõ ràng hai người đã hứa cùng nhau rời khỏi đây, sống một cuộc sống thoải mái, vậy thì đây chính là cơ hội rồi, có thể xin tân vương là được. Nhưng bát hoàng tử từ chối, không còn đường nào nữa rồi. Hai Su như sụp đổ, hóa ra lời hứa đó chỉ là lời nói gió bay. Từ nay, cô muốn cả hai giữ khoảng cách, không phải vì cô hết yêu anh, mà bởi anh chưa từng tin tấm lòng của cô dù chỉ một lần. Sau đó cô cúi người đi, hai người đi về hai hướng khác nhau. Bên này, tam hoàng tử đang bị bát hoàng tử và tứ hoàng tử dẫn quân đuổi theo, dồn đến tận bên vách núi. Bát hoàng tử muốn bắn cung kết liễu, nhưng bị tứ hoàng tử ngăn cản, đây không phải bắt cầm thú đâu. Sau đó anh lao vào đấu kiếm cùng tam hoàng tử dữ dội, chẳng may bị lời nói của tam hoàng tử kích động khiến anh rút kiếm một nhát đâm hắn một nhát vào ngực. Khi hắn gạt ra thì bị anh chém vào chân, trực tiếp ngã xuống bên dưới mất xác. Mặc dù tứ hoàng tử đã định vươn tay ra đỡ nhưng không kịp nữa rồi. Hoàng hậu nghe tin thì không tin vào tai mình, việc này không thể xảy ra với ta được. Bà muốn tự mình đi kiểm chứng, nhưng bị thập tứ hoàng tử ngăn lại. Ta đã nói phải tránh xa tên đó ra, cuối cùng sẽ giết hại hết con ta. Bà khóc lớn gọi tên con trai, thập tứ hoàng tử ôm mẹ mình an ủi vẫn còn có con mà, nhưng trong ánh mắt của anh đã thay vẫn chưa hết bàng hoàng mà ra hồ ngồi. Hai Su ra hỏi han, nghe được chuyện cũng không khỏi bất ngờ. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông đang rơi nước mắt. Hai Su bây giờ được lên làm thượng cung của Gia Mi Viện, tiếp nối công việc của thượng cung U. Nha hoàn Chi Jae-ung cũng được vào làm cung nữ trong cung. Mặc dù bây giờ Hai Su không phải là tiểu thư nữa, nhưng Chi Jae-ung vẫn gọi cô như vậy. Hôm nay, lúc Hai Su đang ngồi viết, thì Chi Jae-ung đi vào tặng cô vỏ gối tự tay đan để mừng sinh nhật cho cô. Các hoàng tử cũng tặng cô những món quà, thập tam hoàng tử thì tặng cô dầu hoa hồng từ Bulgaria. Còn tứ hoàng tử thì chẳng biết tặng gì, chỉ bào chữa sinh nhật của cung nữ mà có hoàng tử đến thăm thì đã rất vinh hạnh rồi. Hai Su nói cũng phải, cung nữ mà được sinh ra cũng là may mắn rồi, điều đó khiến tứ hoàng tử bất lực. Buổi tối đến, lúc Hai Su đang đọc sách thì nghe thấy tiếng chó sói hú, biết ngay là tứ hoàng tử bày trò đây mà. Lúc đi ra, cô châm chọc tiếng sói chẳng ra tiếng sói mà tiếng chó cũng không. Tứ hoàng tử dắt cô ra ngoài ngồi ngắm sao. Tứ hoàng tử trông thế mà cũng am hiểu các ngôi sao. Nhưng Hai Su cũng không chịu thua, chỉ ra các chòm sao khác, còn say sưa kể chuyện. Tứ hoàng tử không biết nghe được chữ nào không, chỉ ngồi ngắm cô, bị cô bắt gặp thì quay mặt bỏ đi. Anh kể, bản thân trước đây luôn ghen tị với huynh đệ của mình, luôn muốn chiếm lấy tình thương của mẫu hậu, không lẽ người đã biết trước việc anh sẽ giết huynh đệ của mình. Nhưng Hai Su nói thực ra bản thân mình cũng như vậy mà thôi. Anh hỏi cô liệu muốn anh ở bên cạnh cô hay muốn anh từ bỏ chứ, bởi vì ở bên cạnh Hai Su luôn khiến anh yên bình. Nếu cô không muốn theo anh thì đừng gieo anh hy vọng. Hoàng tử muốn cúi xuống hôn Hai Su thì bị cô ngăn cản không đồng ý. Trong buổi chầu, bát hoàng tử ra mặt nói bệ hạ ra lệnh tất cả quân của quý tộc trở lại vào cung để mở rộng lực lượng. Điều này khiến các quan thần đều hết sức xôn xao. Tứ hoàng tử biết không có chuyện này, vì thế đã nói đừng lợi dụng việc bệ hạ đang bệnh mà tự ý lên nắm quyền hành gây thêm phẫn nộ trong lòng các quý tộc. Bát hoàng tử khen ngợi tứ hoàng tử đã thông hiểu chính trị hơn rồi, nói chẳng qua anh làm vậy là muốn lấp giúp bệ hạ mà thôi. Điện hạ lâm bệnh, nói bản thân lúc tắm xong thì toàn thân không còn sức lực, ngủ dậy thì chẳng biết là ngày hay đêm, nhưng Hai Su nói là do bệ hạ mất ngủ thôi. Sau đó cô rời đi để lại Chi Jae-ung ở lại phục vụ. Chi Jae-ung sau đó nhúng thêm túi thảo dược vào nước, nhưng ánh mắt lấm lét đáng ngờ. Cửu hoàng tử đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện, còn cố ý hỏi Chi Jae-ung chuyện đem tặng thủy ngân cho Gia Mi Viện làm gương, sau đó chỉ mỉm cười rời đi đáng ngờ. Bệ hạ trong phòng đắp chăn co rúm người lên cơn lạnh run lẩy bẩy. Oang Úc bên cạnh nói đại nạn của người đã sắp đến rồi, bây giờ hãy nhường ngôi lại cho đệ đi, chỉ cần làm vậy đệ sẽ để bệ hạ yên ổn suốt quãng đời còn lại. Hôm sau, điện hạ đưa con gái của mình gả cho Liêu Quốc, có như thế mới khiến quốc gia yên ổn. Dù đứa bé nhất định không chịu thành thân, nhưng bệ hạ vẫn bắt cô bé vào kiệu. Bệ hạ lúc này thần hồn nát thần tính, không phân biệt được thực hay mơ nữa. Rồi, tứ hoàng tử chứng kiến đứa nhỏ như vậy nhớ lại cảnh ngày xưa của mình cũng bị như vậy thì chạy lại ngăn cản, nói đưa sang đó chẳng khác nào làm con tin cả. Nhưng bệ hạ không chịu,
nếu không làm thì ai sẽ bảo vệ ta đây, suốt ngày có thích khách đến ám sát làm ta ăn không ngon, ngủ không yên. Bỗng nhiên, bệ hạ nảy ra một ý, để cho công chúa và tứ hoàng tử thành thân, như thế sẽ bảo vệ được ngài. Điều này khiến tứ hoàng tử bất giác cười trừ. Buổi sáng, Haesu ăn mặc xinh đẹp đứng đợi tứ hoàng tử ở hồ. Tứ hoàng tử bị dáng vẻ của cô làm cho hớp hồn. Anh ra vẻ như chẳng biết chuyện gì cả, khiến Haesu hết sức thất vọng, nhưng đây chỉ là trêu đùa mà thôi, rồi dẫn cả hai đi chèo thuyền ra hồ. Ở trên thuyền, cả hai nói chuyện vui vẻ, không khí vô cùng lãng mạn. Hôm sau, ở buổi chầu, bát hoàng tử tâu sớ, nhưng bệ hạ đã biết chuyện rồi, không cần nói nữa đâu. Đúng lúc này tứ hoàng tử đi vào chầu, bệ hạ tuyên bố sẽ cho công chúa thành thân với tứ hoàng tử, tin này quả là động trời. Còn nói là muốn nhường ngôi cho Oang Su nữa, vừa là em vua, vừa là phò mã, điều này không thể hoàn hảo hơn rồi. Bát hoàng tử chỉ biết cười trừ, vậy là âm mưu lên ngôi đã thất bại rồi. Haesu trong lúc này đang chăm sóc da cho nương tử của thập hoàng tử và thập tứ hoàng tử. Bỗng cô nghe được tin tứ hoàng tử sắp chuẩn bị làm phò mã của điện hạ rồi, khiến cô rất tổn thương. Tứ hoàng tử cũng chỉ biết im lặng, dù sao chuyện cũng đã khiến Haesu tổn thương, anh không muốn giải thích gì nữa. Haesu thấy vậy cũng chỉ chúc mừng hoàng tử thành thân rồi rời đi. Hôm sau, cô nhận được bức thư từ thập tam hoàng tử, đây là bức thư tứ hoàng tử gửi cho cô thay lời giải thích. Đọc đoạn thơ trong thư, Haesu hiểu ra tấm lòng của anh, cứ ngỡ mình đã hiểu hết rồi chứ, thật ngốc. Cô cứ lặng lẽ ngồi trong phòng đọc đi đọc lại, vốn chẳng biết đáp lại như thế nào, chỉ chép lại theo nét chữ của anh làm kỷ niệm mà rơi nước mắt. Thập tam hoàng tử đến chùa thăm mẹ vì mấy ngày không về, lúc mở cửa ra anh đã nhìn thấy hoàng hậu nói chuyện với một người bí ẩn. Đó là tam hoàng tử Oang Du, hóa ra hắn ta vẫn chưa chết, lần này trở về đây là để âm mưu chiếm ngôi một lần nữa. Mặc dù thập tam hoàng tử ra sức ngăn cản nhưng hắn nói bệ hạ đã phát điên rồi, chẳng lẽ lại để Cao Ly vào tay một kẻ như vậy hay sao? Bệ hạ cho thực hiện giờ giới nghiêm cấm không ai được phép đi lại. Tứ hoàng tử đi tuần tra thấy có bóng người vào gia mi viện liền đuổi theo. Khi định xông vào thì thượng cung Haesu ra ngăn cản, bản thân đang đọc sách không thấy ai vào đây cả. Đích thân tứ hoàng tử tiến lên kiểm tra thì cô rút châm ra đe dọa, nếu xông vào phòng của nữ tử chưa thành thân sẽ tự tử để bảo toàn sự trong sạch. Lúc vào phòng thì người vừa nãy là thập tứ hoàng tử, là Haesu đã che giấu anh. Thập tam hoàng tử nói bây giờ sẽ là cuộc chiến của các hoàng tử rồi, tỷ sẽ phải chọn phe nữa, những năm tháng yên bình sẽ chẳng còn nữa đâu. Haesu nói, dù thế nào cô sẽ không đứng về bên nào cả, bởi vì cô không muốn làm ai bị thương. Tứ hoàng tử xông vào gia mi viện kéo tay Haesu ra ngoài, hỏi cô có người tối qua trong phòng chính là thập tứ hoàng tử phải không? Haesu tức giận hỏi thế hoàng tử thì sao, tạo sao không giải thích cho cô gì mà chỉ gửi một bức thư cơ chứ, rốt cục lý do thành thân là gì? Lúc này hoàng tử mới giải thích làm vậy là cứu đứa bé không phải sang nước khác làm con tin, anh biết cô ghét tam thê tứ thiếp, nên chuyện này anh cũng không biết giải thích. Haesu hiểu ra mọi chuyện, cũng chỉ nói thập tứ hoàng tử đi luyện võ về muộn nên cô giấu đi mà thôi. Haesu hỏi anh có hối hận về cuộc hôn nhân này không, nhưng anh đáp để bảo vệ điện hạ thì chuyện này là bất đắc dĩ thôi. Haesu hỏi lại chuyện hôm trước, Oang Su đi đến nói ta yêu nàng, còn Haesu lặng lẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nói nhất định không được quên lời hứa đâu đấy. Cả hai sau đó trao nhau những nụ hôn ấm áp, cảnh tượng thật khiến người xem cảm động biết bao. Còn thập tam hoàng tử cũng đã được gặp lại công chúa Uhi. Cửu hoàng tử bên này dẫn người bí ẩn vào gặp bát hoàng tử, đó là tam hoàng tử. Hắn đã biết chuyện bát hoàng tử sai người đưa Thủy Ngân đến gia mi viện rồi, vậy là bệnh tình của hoàng thượng chuyển nặng là do anh hãm hại. Nói rồi, tam hoàng tử đưa quân đến gia mi viện, lúc này bệ hạ đang ở đây tắm rửa. Haesu nghe thấy tiếng hét bên ngoài, đúng lúc thì hoàng thượng ngã bệnh ho ra máu, chưa kịp đỡ đã bị quân của tam hoàng tử bắt giữ. Tam hoàng tử mặc kệ lời cầu xin đẩy ngài ngã xuống bồn nước độc, bệ hạ liên tục vùng vẫy chẳng được bao lâu thì tắc thở. Tứ hoàng tử và Khâm Thiên Giám đi vào thì đã không kịp nữa. Khâm Thiên Giám ra đỡ lấy bệ hạ thì không ngừng khóc lóc, cầu xin ngài mở mắt nhưng chẳng thể làm gì nữa. Tam hoàng tử nói trong là Haesu đã hạ độc bệ hạ, bởi vì tìm thấy trong nước có thủy ngân khiến Haesu bàng hoàng. Tam hoàng tử đe dọa tứ hoàng tử hoặc là để hắn lên ngôi, hoặc là sẽ xử tử Haesu vì tội giết vua. Nào, ngươi chọn đi, Haesu hay quốc vương đã chết. Tam hoàng tử đã chết nay đã sống lại, mưu đồ tạo phản lên ngôi một lần nữa. Tứ hoàng tử vì muốn cứu Haesu mà buông kiếm quỳ gối bái kiến tân vương. Bên này, Choi Ji Mông nhớ lại ký ức ngày xưa cùng nói chuyện với bệ hạ mà không khỏi đau lòng. Tứ hoàng tử muốn dẫn cô đi ra khỏi hoàng cung nhưng đã có lệnh của tân vương, nếu Haesu thoát khỏi gia mi viện thì sẽ công khai chuyện cô giết bệ hạ Oang Mun. Tân vương mới tàn nhẫn hết sức, cho người bắt hết các ngoại tộc và các hoàng tử khác đem đi xử tử nhằm diệt trừ mối hậu họa. Thập hoàng tử Oang Un và phu nhân đã kịp chạy trốn nên tân vương cử người cho đi tìm lùng sục bắt giết. Ở trên điện, hoàng thái hậu Du khen ngợi con trai của mình, nói hãy mau giết hết tất cả các hoàng tử đi thôi. Chuyện chính trị cứ để cho con lo, mẫu hậu chỉ cần hưởng vinh hoa phú quý mà thôi. Lúc này, tứ hoàng tử đi đến. Bệ hạ sai anh đi giết thập hoàng tử, còn lấy Haesu ra đe dọa, Oang Su không thể làm gì khác nên đành nghe theo. Hôm sau, tứ hoàng tử đến từ biệt Haesu, nói mình sẽ đi ra ngoài cung để quân tạo phản. Lúc nói chuyện với Che Ji-ung cô mới biết là tứ hoàng tử muốn đi giết thập hoàng tử khiến cô rất sốc. Lúc cô ra khỏi phòng đã nhìn thấy phu nhân và thập hoàng tử cải trang đến đây.
Haesu đưa họ trốn vào trong phòng lánh nạn một thời gian. Tứ hoàng tử đi vào phòng hỏi bát hoàng tử có phải chính là kẻ đã hãm hại bệ hạ Oang Mu không, bởi vì việc này đã kéo dài được 2 năm rồi. Tất nhiên bát hoàng tử từ chối, nói rốt cuộc những hoàng tử không thể lên ngôi sẽ phải phục tùng mà thôi. Buổi tối, Haesu đang phục vụ trà cho hoàng thượng, hắn cố ý hỏi cô tại sao lại cho thủy ngân vào nước ngâm của hoàng đế Oang Mu vậy. Haesu chỉ đáp lạnh lùng mình chưa bao giờ làm, nếu hoàng thượng dám tra tấn mình thì sẽ khai là hoàng thượng sai cô làm. Hoàng thượng nhìn cô mỉm cười, cảm thán thật sự thú vị. Haesu nói xin hãy cho cô biết rốt cục là ai đã hãm hại hoàng đế vậy. Đúng lúc này bát hoàng tử vào bái kiến, nhắc Tào Tháo đến ngay. Haesu hiểu ra ý của hoàng thượng, vậy ra chính bát hoàng tử là người đã mưu hại hoàng đế Oang Mu, cô không ngờ anh lại làm ra chuyện như vậy. Ra bên ngoài, bát hoàng tử nói rất tiếc cho cô khi phải chứng kiến sự ra đi của hoàng đế. Haesu liệu huynh có tham gia vào việc này không vậy? Nhớ lại cuộc nói chuyện với mẫu hậu, anh đã nói vì Haesu và vì bảo vệ gia tộc mà mới làm phản nghịch, anh sẽ không bỏ lỡ những thứ thuộc về mình nữa. Về gia mi viện thì tứ hoàng tử đã đứng đợi sẵn, Haesu hỏi lại anh đã tìm được người muốn tìm chưa. Anh nói người đó là thập hoàng tử Oang Un, nhưng anh đã lên kế hoạch đưa cậu chạy trốn. Mặc dù vậy nghĩ lại cảnh hoàng tử chém huynh đệ cũng khiến Haesu rất bất an. Thập tứ hoàng tử đã phát hiện ra tẩu tẩu bác Sun Đúc, anh cùng Haesu và vợ chồng thập hoàng tử tham gia vào nhiệm vụ trốn thoát. Phải lên thuyền thì mới ra khỏi cung được, nhưng Haesu bỗng nhớ có một đường hầm bí mật có thể đưa mọi người ra được. Bác Sun Đúc và thập tam hoàng tử làm nhiệm vụ gỡ lối chặn khỏi đường. Trong lúc nghỉ ngơi cả hai nói chuyện với nhau về người mình thích, dù thế nào cũng phải tiến về phía trước, nhất định sẽ giành được trái tim của người ấy. Công chúa Giòn Hoa đến chúc mừng tân vương, hoàng thượng nói mình muốn bàn chuyện hôn sự. Công chúa ngỡ mình sẽ được lên làm hoàng hậu, nhưng lại nghe tin cô sẽ bị gả sang nước Liêu. Giòn Hoa thất vọng khi ai ai cũng muốn lấy hôn sự ra đe dọa cô. Ra bên ngoài, cô trực tiếp vứt chiếc nhẫn cầu hôn, nhớ lại người mình thích cũng chẳng thích mình mà bật khóc nức nở. Bởi vì suốt ngày bị trốn trong phòng nên thập hoàng tử bồn chồn không thôi, thế là bác Sun Đúc dù anh đi tắm cho khuây khỏa vì cũng đâu ai cấm. Hai người ở bồn tắm bày đủ trò chơi, gấp con vật bằng khăn tắm rồi đua thuyền bằng quả tay. Hai người chơi đùa với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, anh còn tặng cô chiếc túi thơm. Buổi sáng, Haesu nhìn những con vật được gấp ở ngoài chỗ tắm mà mỉm cười vui vẻ, đoán là do hai người kia bày trò đây mà. Đúng lúc này công chúa Giòn Hoa bước vào, nói là có chuyện muốn nói cùng Haesu. Cô cảnh báo Haesu hãy rời xa tứ hoàng tử ra một chút, bởi vì cô biết chuyện mà Haesu đang làm. Công chúa cũng hứa sẽ giúp cô gả vào một chỗ danh giá. Nhưng điều này bị Haesu từ chối, nếu tấm lòng của hoàng tử là thật thì cô cũng sẽ không bao giờ rời đi trước. Điều này làm công chúa Haesu tức giận, nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận. Giòn Hoa đi vào lúc hoàng thượng và bát hoàng tử nói chuyện, nói sẽ giúp hai người đổi lấy điều kiện, nếu thành công thì rút lại hôn lễ. Hôm sau, Giòn Hoa hẹn gặp tứ hoàng tử, tiết lộ Haesu đang giấu thập hoàng tử, nói là nhìn thấy trong viện rất nhiều con vật gấp bằng chăn bông. Lúc đang định rời đi, ba người bỗng nghe thấy tiếng đánh quân lính đánh nhau bên ngoài, vậy là kế hoạch đã vỡ lở rồi. Bác Sun Đúc nhờ Haesu đưa hoàng tử đi đường khác, còn mình sẽ ra ngoài cản quân lính lại. Vợ chồng thập hoàng tử cùng nhau chiến đấu dũng cảm, nhưng vì quân lính quá đông nên họ không thể làm gì chống lại. Thập hoàng tử cầu xin bệ hạ hãy tha cho gia đình mình, sẽ không trở lại Cao Ly nữa. Nhưng hoàng thượng ra hiệu giết đi, để đỡ cho chồng mà bác Sun Đúc đã đỡ một nhát chém cho cậu rồi ra đi. Khi hoàng thượng đang định bắn cung giết thập hoàng tử thì tứ hoàng tử cầm kiếm ra đỡ cho anh, nói nhất định phải làm vậy sao. Nhưng hoàng thượng nói phải diệt cỏ tận gốc mới trừ được hậu họa, rồi nhân lúc tứ hoàng tử không để ý mà chém bắn trúng tim của anh. Thập hoàng tử trong đau đớn cầu xin tứ hoàng tử hãy giết anh, để anh ra đi cùng vợ của mình, coi như đó là món quà sinh nhật anh tặng cậu. Tứ hoàng tử dù đau lòng nhưng vẫn đứng lên giơ kiếm một đường kết liễu cậu. Tứ hoàng tử cười một cách điên loạn trong đau khổ, bàn tay anh đã nhuốm quá nhiều máu rồi. Haesu chứng kiến tất cả mà bàng hoàng, cô cùng đã hiểu ra mọi chuyện, hóa ra là chính là thập hoàng tử cầu xin anh làm vậy. Tứ hoàng tử bên ngoài đứng nhìn chính điện, thề rằng nhất định sẽ trở thành vua của Cao Ly. Tối đến, tứ hoàng tử đến gặp Haesu, hỏi vì không tin ta mà che giấu thập hoàng tử phải không? Haesu nói làm vậy vì không muốn để cả hai bên phải chịu tổn thương, nhưng thiếp luôn luôn tin ngài. Nhưng điều này đã khiến tứ hoàng tử tổn thương, anh không muốn vì sự không tin tưởng của Haesu mà chịu tổn thương nữa. Chuyện của chúng ta đến đây thôi. Người nói dối, người đang nói dối. Chúng ta đã hứa là không lừa dối nhau rồi mà. Haesu nhìn người mình yêu rời đi mà tuyệt vọng rơi nước mắt, thực ra tứ hoàng tử cũng rất đau lòng khi nói lời chia tay. Bởi vì lập được công lớn nên bát hoàng tử được ban thưởng đất đai và tư dinh gần hoàng cung, còn được giám sát việc xây thành ở kinh đô mới. Thập tứ hoàng tử đi vào bẩm báo, tiện thể trả lại chiếc tên mà hoàng thượng đã bắn thập hoàng tử. Hoàng thượng nhìn mũi tên bỗng ảo giác nghe thấy tiếng gào thét của thập hoàng tử mà bất an, nên định đến miếu thờ để cúng bái. Nghe được tin bát hoàng tử sẽ rời đi, Haesu vội vã chạy ra nơi hẹn hò của hai người nhưng chẳng thấy bóng dáng của người thương. Nhưng cô hứa nhất định sẽ đợi chàng trở về. Xuân, hạ, thu rồi đông, thấm thoát 2 năm trôi qua. Chi Jae-ung lúc này đã là nữ cung cao cấp, về bẩm báo có khách quý đến thăm. Không phải là người đó chứ, Haesu hộc tốc chạy về, nhưng lúc mở cửa ra thì là thập tứ hoàng tử, lúc này đã là đại tướng quân rồi. Tuy trong lòng có hơi thất vọng nhưng cô vẫn đối tiếp anh tử tế,
cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ. Lúc rời đi thì bắt gặp Thập Tam Hoàng Tử và Uhi cũng đến đây. Lúc nghe thấy Thập Tam Hoàng Tử hỏi thăm Bát Hoàng Tử có đến đây không thì Hesu rất bất ngờ, vậy là anh cũng về rồi sao? Hoàng thượng luôn gặp phải ảo giác, thần trí điên loạn suốt ngày đến miếu gõ mõ. Hoàng Thái Hậu Du đi vào khuyên ngăn hắn hãy để Thập Tam Hoàng Tử Oang Dung lên ngôi. Trong mắt bà ta, con trai mình chỉ như con heo đế kế ngôi mà thôi hay sao, sắp chết mà vẫn đeo bám. Lúc này, Tứ Hoàng Tử đi vào bái kiến, bỗng nhiên Hoàng thượng hét lên hay là để Oang Su lên làm Hoàng Thái đệ đi, dù sao cũng là anh em ruột mà. Hoàng Thái Hậu tức giận vô cùng, bỏ ra ngoài. Ở Gia Mi Viện, Hoàng thượng đang tức giận vì việc xây thành ở Kinh Đô mới diễn ra chậm trễ. Tứ Hoàng Tử mặc dù bẩm báo là nhân lực không đủ, vật tư cũng không đủ nhưng vẫn làm Hoàng thượng nổi giận mà ném cái chén về phía Tứ Hoàng Tử. Thậm chí còn nắm chặt lấy tay của Hesu, nếu không đủ thì đừng để chúng ngủ, phải bóc lột để hoàn thành cho kịp ngày lành. Tứ Hoàng Tử quỳ xuống nhận lỗi về mình, Bát Hoàng Tử nhảy vào nói đỡ thì Hoàng thượng mới buông tay của Hesu ra. Từ khi Tứ Hoàng Tử rời đi, Hesu vẫn không ngừng nhớ về anh, lúc nào cũng viết bài thơ anh từng gửi. Chi Jeung nói tiểu thư hãy đi dạo đi. Ở bờ hồ, cô gặp Tứ Hoàng Tử đang ở đây. Lúc anh đang định rời đi thì Hesu ôm lấy anh không cho đi, bởi vì cô vẫn rất nhớ anh. Hoàng tử vẫn hận thiếp như xưa sao? Tứ Hoàng Tử chỉ lạnh lùng gạt tay của cô ra, thật khiến người ta đau lòng cho đôi tình nhân ấy. Ở chính điện, công chúa hậu Bách Tế Uhi nói là Oang Su đang cố gắng trì hoãn việc xây thành khiến Hoàng thượng rất tức giận. Hỏi hắn rốt cuộc tại sao lại thất hứa khi bóc lột dân của cô như vậy. Hoàng thượng rót rượu, lấy chuyện của Thập Tam Hoàng Tử ra đe dọa cô. Hoàng thượng và Cửu Hoàng Tử ra ngoài đi dạo thì bắt gặp cảnh Tứ Hoàng Tử và Hesu gặp nhau, xem ra hai người vẫn còn rất thân thiết. Cửu Hoàng Tử bày mưu chi bằng thử xem sao. Hoàng thượng cầm cung định bắn Hesu thì có Tứ Hoàng Tử chạy lại đỡ cứu cô một mạng. Hesu hỏi xem vết thương của anh thì bị gạt ra. Xem ra, anh vẫn còn rất quan tâm đến cô. Hesu đã nhờ Thập Tam Hoàng Tử sắp xếp, hôm sau đi đến dinh thự của Bát Hoàng Tử chữa vết thương cho anh. Bát Hoàng Tử trong cơn mê nhìn thấy bóng dáng người con gái mình yêu. Hesu nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng của anh mà chỉ biết im lặng. Bát Hoàng Tử tỉnh lại thì thấy mình đã được mặc quần áo tử tế, còn nhìn thấy Hesu đang ngồi ngủ ở bên cạnh. Anh tiến lại sờ vào gương mặt của người thương thì Hesu tỉnh dậy. Cô hỏi anh rốt cuộc là vẫn nhớ thiếp phải không? Vì để hỏi câu nói mà mạo hiểm vượt tường, hai năm nay vẫn luôn nhớ đến người, hai năm qua không lúc nào là không hết nhớ. Vậy nên xin ngài hãy trả lời thành thật. Hoàng tử quay lại trả lời bằng một nụ hôn, Hesu cũng ôm chặt lấy anh, hai người cuốn lấy nhau không rời. Hai người dành cho nhau những khoảnh khắc yên bình, múa rối bóng trên tường, ăn cơm cùng nhau, ngồi ngắm sao. Lúc đang ngắm sao thì Khâm Thiên Giám đi vào nói là hoàng thượng đang gặp phải ác mộng. Ở trong phòng không ngừng gặp ảo giác thấy những linh hồn về báo thù, trực tiếp gục trên đất. Choi Ji Mông nói các thế lực khác đã bắt đầu ra tay rồi, đây chính là thời cơ nên phải quyết định thật nhanh. Hesu hỏi anh vì hoàng vị mà rời bỏ cô sao, anh đáp phải làm vậy để không ai quấy rầy chúng ta nữa. Hesu thì chỉ muốn cả hai cùng nhau sống yên bình. Chỉ có lên làm hoàng thượng mới có thể thay đổi tất cả. Hesu không muốn Tứ Hoàng Tử lên làm vua, cũng không muốn rời xa anh. Nhưng cô mong anh sẽ không giết hại huynh đệ của mình, Tứ Hoàng Tử nắm tay cô thay lời nói. Hesu rót trà cho bệ hạ thì không ngừng run rẩy. Bệ hạ nói chắc hẳn là cô biết chuyện gì phải không, có phải âm mưu hại hắn không? Chuyện này tất cả đều là do ngươi, là ngươi đã che vết trang điểm của Oang Su cướp lấy vị trí của ta. Lúc này bên ngoài có tiếng trống và tiếng tù và. Hoàng Thái Hậu chạy vào thông báo, lấy giấy bút bảo bệ hạ mau chóng viết di chúc truyền ngôi cho Thập Tứ Hoàng Tử. Bệ hạ hiểu ra mọi chuyện, hóa ra bản thân chỉ là bị lợi dụng của mẫu hậu, nếu không còn làm vua thì sẽ trở thành đồ bỏ đi hay sao? Hắn giờ đã hiểu tâm trạng của Oang Su rồi, sau đó sai người đưa Hoàng Thái Hậu ra ngoài. Hesu âm thầm định rời đi thì bị nhà vua bắt lại. Thái phi Hoang Bô hỏi John Hoa con hãy hạ quyết tâm đi, có được thiên hạ mà mất lòng người hay có được lòng người mà sống chui lủi. John Hoa nói mình muốn có được thiên hạ, sau đó ra ngoài cung bái kiến Tứ Hoàng Tử, hứa sẽ giúp đưa quân vào cung dễ như trở bàn tay. Hoàng thượng bên này chưa kịp viết di ngôn thì ngã bệnh, hắn đưa cho cô tờ di ngôn bảo cô hãy quyết định vị vua kế tiếp đi. Khi anh tiến vào phòng đã trực tiếp xé nát tờ di ngôn. Quân lính tràn theo sau đã thấy Hesu bái kiến tân vương mới là Oang Su. Vậy là hoàng đế Cao Ly thứ tư chính là Oang Su. Tân vương có vẻ rất được lòng mọi người. Hesu nhìn người mình yêu lên làm hoàng đế thì mỉm cười, vậy là ngài sẽ không nhuốm máu người nữa, bởi vì chính cô sẽ giúp chàng. John Hoa đến gặp Bát Hoàng Tử, cô ta nói đợi đến khi ta làm hoàng hậu sẽ trả mối thù cho huynh. Tân vương mới tỏ ra rất anh minh, giải quyết việc nước gọn gàng, thậm chí còn ngồi ăn cơm vui vẻ cùng Hesu và Thập Tam Hoàng Tử. Khi đi ngủ, tân vương Oang Su gặp ác mộng, muốn Hesu sẽ ở ngủ cùng anh. Hesu bất lực, dịu dàng ngồi kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ dỗ anh ngủ. Hôm sau, khi Hesu đang ngồi nói chuyện cùng Uhi thì người của Hoàng Thái Hậu đi vào mời đến gặp mặt. Hóa ra họ tìm thấy bức di ngôn của bệ hạ Oang Du đã bị xé nát, Hoàng Thái Hậu nghi ngờ người được truyền ngôi không phải là Oang Su. Mặc dù Hesu nói không phải, nhưng Hoàng Thái Hậu nhất quyết không tin, hét lớn hỏi. May mà có bệ hạ đi vào ngăn cản. Bệ hạ nói mình không phải là người xé ngôn, đe dọa nếu muốn biết sự thật thì chi bằng xuống dưới vàng mà tìm hiểu. Ra bên ngoài,
Bệ hạ Oang Su hỏi từ nay nhất định phải có lệnh của anh mới được đi trình kiến những người khác. Tân vương mới không được lòng của mọi người, các thế lực nhất quyết muốn lật đổ, vì thế bệ hạ hạ lệnh giết hết tất cả những kẻ dâng sớ phản loạn và những kẻ khác trừ hậu họa. He Su đến thăm hoàng thượng, anh nói bản thân bây giờ bản thân mình hết sức cô đơn, bởi vì chẳng ai bên cạnh anh cả. Nhưng He Su tiến đến nắm tay anh vẫn còn thiếp ở đây mà, điều này khiến anh được an ủi rất nhiều. Bên này, thập tứ hoàng tử cùng các gia tộc Trung Du muốn xin tự chủ, không muốn phò tá bệ hạ. Khâm Thiên Giám khuyên bệ hạ cần phải cho họ thấy di chiếu, hoặc phải tự tạo liên minh với các gia tộc khác thật lớn mạnh. He Su đang đi về phòng thì gặp Bát hoàng tử, hai người đứng lại trò chuyện với nhau. Bát hoàng tử nói vậy là nàng vẫn chọn tứ hoàng tử hay sao? Tại sao nói mình không thích ngôi vị mà giờ trở thành nữ nhân của bệ hạ vậy chứ? He Su đáp bởi vì người ấy rất thành thật với tôi, ngay cả lòng tham cũng không giấu giếm mà nói cho tôi biết hết, tôi cũng chỉ là cố gắng vì chàng mà thôi. Bát hoàng tử hỏi cô tại sao cô không cho rằng anh có thể làm vua được. He Su nói bởi vì hoàng tử Oang Su có ngôi sao đế vương khi mới ra đời, nên việc này là thiên mệnh. Bát hoàng tử thất vọng, vậy là Oang Su lên ngôi chỉ vì ngôi sao rách nát đó sao? Bát hoàng tử trở về, nhìn chiếc vòng tay anh đã tặng cho He Su mà nhớ về những kỷ niệm giữa hai người, trực tiếp cầm thanh, chặn đập vỡ nó. Công chúa Giòn Hoa đi vào phòng nhìn thấy thì ngỡ ngàng. Anh nói mình sẽ giúp cô có thể trở thành hoàng hậu, nếu tứ hoàng tử có ngôi vua thì nhất định sẽ không thể có thêm He Su. Bên này, bệ hạ đang ngồi viết thơ cùng He Su. Anh hỏi tại sao lại bắt anh viết nhiều như vậy cơ chứ? He Su đáp có lý do để dùng đến chỗ này. Vừa bắt ta tặng phòng, lại còn bắt ta phải trả tiền cơm thuốc nữa. Chẳng phải người ăn hết cơm đó sao, vốn muốn tặng các hoàng tử một ít. Bệ hạ nghe vậy không vui, nói ngoài ta ra thì không cần nghĩ cho người khác nữa đâu, bởi vì nàng đều là của ta. He Su thấy anh dạo này rất hay cười, nên hỏi anh. Bệ hạ nói đừng đoán già đoán non, nếu không là ta sẽ bỏ đi đấy. He Su giận dỗi nói bởi vì cả ngày chẳng làm gì cả nên mới hỏi vậy. Sau đó cô mở ý muốn làm việc ở Jami viện, cũng xin cho Che Ji-ung ở lại cùng cô. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của He Su mà bệ hạ không thể không đồng ý, nhưng cũng hứa sẽ không để He Su cô đơn nữa nếu sinh con và nuôi dạy chúng. Ngày mai sẽ có thái y đến khám sức khỏe cho He Su. Nghe đến chuyện có con, He Su không khỏi bất ngờ, chưa thành thân sao đã nghĩ đến chuyện có con cơ chứ. Thái y khám sức khỏe cho He Su, nói cô hay cần phải chú ý sức khỏe của mình, bởi vì tâm trạng thường không tốt nên dẫn đến cơ thể bị bệnh. Trong tình hình này, e là tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể sống được bao lâu nữa. He Su dù rất sốc nhưng vẫn mỉm cười. Ở ngôi mộ đá, cô tự hứa mình nhất định sẽ chú ý sức khỏe của mình, cô muốn ở bên người đó thật lâu. Đúng lúc này, thập tứ hoàng tử đi đến hỏi cô đang cầu nguyện cho bệ hạ hay sao. He Su đáp mình cầu mong thập tứ hoàng tử có thể trở thành bạn của cô như ngày trước. Hoàng tử nghe vậy cũng nói thẳng, tại sao lại phản bội theo tứ ca cơ chứ? He Su khuyên cậu đừng phẫn nộ đi sai đường, bệ hạ lên ngôi cũng là theo ý trời. Hoàng tử nói như vậy cũng có thể là đúng, nhưng rõ ràng từ khi tứ ca về là cuộc chiến giữa các huynh đệ trở nên tàn nhẫn hơn, anh lo lắng cho He Su sẽ liên lụy. Anh hỏi cô về chuyện hoàng hậu, He Su nghe xong thì nói chưa từng nghĩ nhiều đến thế. Hoàng hậu bắt buộc phải dùng danh nghĩa của gia tộc mình trở thành cánh tay cho vua, đó cũng là lý do mà hoàng thượng cưới nhiều thê tử như vậy. Nếu cứ như thế, He Su sớm muộn cũng chỉ là một trong những nữ nhân của vua mà thôi. Thập tứ hoàng tử không muốn He Su buồn nên nói mình sẽ có cách đưa He Su ra ngoài. Trong điện chầu, bệ hạ đang đợi Bát hoàng tử. Bát hoàng tử nói các đại thần muốn bệ hạ không can thiệp vào chính trị và quân sự, tất nhiên là bệ hạ không đồng ý, như vậy chẳng khác nào mang đôi cánh ra cả. Nếu không giao đôi cánh thì giao ra trái tim thì sao? Nhà Hoang Bô ở Hoang Du khẩn thiết xin được thành thân với bệ hạ. Cùng lúc đó, công chúa Giòn Hoa đến thăm He Su, luôn miệng khen ngợi căn phòng đẹp làm sao. He Su nói nếu muốn nói gì thì hãy nói luôn đi. Giòn Hoa nói mình đến đây để nói chuyện mà cả hai người đều muốn, nói rằng cô sẽ không quan tâm đến việc He Su trở thành phi tần của bệ hạ. Thứ cô ta muốn chỉ là danh dự và sự công nhận, muốn con trai mình lên làm vua. Ta sắp thành thân với bệ hạ rồi, ta sẽ trở thành thê tử của vua, ta sẽ trở thành hoàng hậu. Bát hoàng tử nói nếu kết hôn cùng Giòn Hoa sẽ lôi kéo các hào tộc đứng về phía bệ hạ, tộc Hoang Bô cũng sẽ hậu thuẫn cho hoàng thượng. Bệ hạ không đồng ý, đừng hòng làm ta dao động. Bát hoàng tử cảnh báo muốn giữ vững ngai vàng thì phải làm cho người của hào tộc đứng về phía mình. Bệ hạ phì cười, nói quả nhân đã có hôn ước với người khác rồi. He Su phải không, người đó không thể trở thành nữ nhân của bệ hạ được. Nếu ta nói được thì sao? Nếu bệ hạ còn nhớ thì trước đây He Su đã tự cắt vào tay mình, người có sẹo không thể trở thành nữ nhân của bệ hạ được. He Su nghe tin người mình yêu sắp thành thân với người khác thì rất sốc. Nhưng cô trấn tĩnh bản thân, nếu không phải từ miệng của bệ hạ thì cô sẽ không tin đâu. Giòn Hoa nói các hào tộc đang chống lại bệ hạ, nếu thành thân với He Su e rằng sẽ sớm thoái vị mà thôi, còn nếu thành thân với Giòn Hoa thì sẽ gia tộc cô hỗ trợ. Hơn nữa, nữ nhân của bệ hạ không được có vết sẹo, điều đó He Su ngớ người, quả nhiên cô không thể ở bên bệ hạ được. Giòn Hoa chỉ nêu lên cách để hai người cùng tồn tại, chọn lựa là do He Su, cô ta còn tự tin đáp ngoài mình ra chẳng có ai đủ tư cách đứng bên bệ hạ đâu. Bát hoàng tử hỏi bệ hạ, nếu thành thân với He Su thì buộc phải thoái vị, vậy ngài sẽ chọn thứ gì đây, He Su hay ngai vàng? Bệ hạ tự tin đáp mình đã ngồi đây thì sẽ có tất cả,
vết sẹo nhỏ cũng không thể khiến ta từ bỏ Hesu được. Bởi vì ta có vết sẹo mà vẫn được lên ngôi cơ mà. Ở điện, Thái Phi Hoang Bô cảnh cáo bệ hạ hãy cẩn thận vì các hào tộc đang công khai đối đầu với ngài, bọn họ nhất định sẽ chia năm xẻ bảy cái đất nước này. Tiên đế bệ hạ xưa kia đã phải từ bỏ mọi thứ để đất nước được yên ổn, ta cũng vì thế mà từ bỏ con trai mình, còn tự mình dâng con gái cho bệ hạ. Biết không thuyết phục được Hoàng thượng, Thái Phi liền đưa ra bài tẩy, lấy ra cuốn sổ trộm được từ chỗ Hesu. Chữ viết thì chẳng ai hiểu, cử chỉ đều bất thường, người như thế mà thành hoàng hậu sẽ trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích. Nhưng những thứ này chẳng thể làm gì được bệ hạ, còn ngôn cuồng đáp ngôi vị này có gì mà ghê gớm cơ chứ. Ở Gia Mi Viện, Chie Dung hỏi Hesu bệ hạ sẽ thành thân với Giòn Hoa hay sao, công chúa ra lệnh chúng em chuẩn bị hôn lễ hoàng thất. Đúng lúc Khâm Thiên Giám đi vào, cả hai cùng đi thăm căn phòng mà ngày xưa các hoàng tử hay đến đây tụ chơi. Khâm Thiên Giám kể những kỷ niệm về họ khiến Hesu cũng cảm động, Khâm Thiên Giám rất yêu thương các hoàng tử nhỉ. Đúng là thế, vậy nên mới đến đây cả gan xin cô hãy từ bỏ hôn ước với hoàng thượng. Hesu không đồng ý, bởi vì cô cũng đã đợi rất lâu rồi, không thể cứ thế từ bỏ được. Khâm Thiên Giám hỏi cô những hoàng tử trong căn phòng này giờ đã như thế nào, nếu hoàng vị không giữ vững sẽ sớm dẫn đến một cuộc nổi loạn. Liệu cô có thể bảo vệ bệ hạ được không, vậy nên cô không thể làm hoàng hậu được. Hesu trở nên khó thở mà ôm lấy ngực. Buổi tối, khi bệ hạ đang ngồi ở điện thù đã Hesu đủ vào rủ cùng đi dạo phố, vì đêm này là đêm trừ tà nên sẽ rất đông vui. Cả hai nắm lấy tay nhau đi dưới phố cùng ôn lại những ký ức xưa kia, chơi trò đeo mặt nạ, còn cùng nhau cầu nguyện. Về đến cung, bệ hạ cầu hôn Hesu, hãy kết hôn cùng ta nhé. Nhưng Hesu rơi nước mắt nói mình không thể, ngoại trừ việc an ủi bệ hạ có lẽ không thể làm gì khác. Cô lấy lý do làm hoàng hậu sẽ phải làm các nghi lễ quy củ khác, không thích hợp với mình. Nói rồi cô ôm lấy mặt anh, an ủi mình sẽ không sao đâu. Bệ hạ ôm lấy Hesu, thề rằng nhất định sẽ không từ bỏ Hesu, nàng là người của ta, không được phép rời xa ta, nàng là hoàng hậu duy nhất của ta. Hôn lễ giữa bệ hạ và công chúa Giòn Hoa diễn ra, một người vui vẻ nhưng một người chẳng thể cười nổi. Hesu đứng trong phòng mặc chiếc váy cưới mà cô đã dự định mặc trong hôn lễ của hai người, nuối tiếc chỉ có thể ngắm nhìn trước gương. Ở tháp đá, lúc Hesu đang cầu nguyện thì thập tứ hoàng tử đến bên cạnh cô an ủi. Anh ngỏ ý muốn cùng cô rời khỏi đây, sống một cuộc sống tự do. Chỉ cần tỷ bằng lòng thì nhất định ta sẽ giúp tỷ rời khỏi đây bất kỳ lúc nào. Trong đêm tân hôn, bệ hạ chỉ đành lặng lặng rời đi, Giòn Hoa nói về sau Hesu sẽ luôn bị lợi dụng, cô ta nên sớm bị loại bỏ. Bệ hạ cảnh báo cô đừng đi quá giới hạn, chỉ cần diễn tốt vai hoàng hậu của mình thôi. Giòn Hoa nghe xong rất đau lòng, một mình cô đơn đứng giữa phòng. Hesu đến tối vẫn chưa rời đi, Chi Jae-um đi đến nói chuyện với cô. Hesu hỏi em ước gì vậy, cô đáp mình đang nhớ đến cha mẹ mình mà thôi. Hesu cũng quỳ xuống, nói rằng con cũng đang sống rất tốt, khiến Chi Jae-um nắm lấy tay cô an ủi. Bệ hạ đứng từ xa quan sát, trong lòng bất giác nổi lên âm mưu. Ở buổi chầu, bệ hạ ban lệnh sẽ xử thập tứ hoàng tử đày về quê về tội mưu phản, cảnh báo ai để cho anh bước chân về Sung A sẽ tử hình. Tin này đến tai Hoàng Thái Hậu Du khiến bà lên cơn đột quỵ ngã lăn ra đất. Hesu nghe xong cũng rất bất ngờ, bởi vì đây là hình phạt nặng nhất sau tử hình, ngoài ra còn bị tước chức vị đại tướng nữa. Hesu định đi khuyên ngăn bệ hạ, nhưng công chúa Uhi ngăn cản lại bởi vì cô không thể làm gì đâu. Nghe tin mẫu hậu lâm bệnh, bệ hạ và Hoàng hậu Giòn Hoa đến thăm. Bệ hạ nói từ nay sẽ tự tay chăm sóc cho mẫu hậu, ngoài ra mình ra thì không ai được phép làm hết. Hoàng Thái Hậu trừng mắt bất lực nhìn đứa con lau mồ hôi cho mình. Bên ngoài, thập tứ hoàng tử bị quân lính cản lại không cho vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài không ăn không ngủ. Trong bữa cơm, Hesu khuyên bệ hạ xin hãy để cho hoàng tử vào cung thăm mẹ, nhưng bệ hạ nhất quyết không chịu, còn nói nếu còn làm vậy sẽ không tha cho nàng đâu. Bệ hạ bón cháo cho Hoàng Thái Hậu ăn, nhưng bà nhất quyết ngậm mồm không chịu ăn lấy dù chỉ một thìa. Hoàng Thái Hậu chỉ luôn miệng kêu tên của thập tứ hoàng tử. Bệ hạ nói bây giờ bên cạnh mẫu hậu chỉ còn lại con mà thôi, mình sẽ xây cho mẫu hậu ngôi miếu to nhất Cao Ly, sẽ bịa chuyện mình và mẫu hậu yêu thương nhau như thế nào. Tất cả để trở thành đứa con độc nhất vô nhị của mẫu hậu. Hoàng hậu nghe liền hấp hối, sờ tay lên mặt đứa con của mình rồi tắc thở. Bệ hạ đau lòng nắm lấy tay mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Thập tứ hoàng tử vào cung bần thần ngồi nhìn thi thể của mẫu thân. Bệ hạ hỏi tại sao lại nói đỡ cho thập tứ hoàng tử vậy chứ, lẽ ra phải nói đỡ cho ta nữa chứ. Suốt 25 năm ta chưa từng cảm nhận tình thương của mẫu thân, đến phút cuối ta tiễn người ra đi cũng là sai sao. Hesu tiến đến định sờ lên mặt anh, nhưng bị nắm lấy mà gạt ra. Nhìn người mình yêu trở nên như thế, Hesu cũng chỉ đành thở dài bất lực. Bệ hạ cho người tới gọi cửu hoàng tử vào cung, tra hỏi người hạ độc thủy ngân vào nước tắm của bệ hạ Oang Mun có phải là bát hoàng tử hay không. Cửu hoàng tử nói mình không biết, bệ hạ lại nói Che Jiung là người pha nước, người đó còn là do cửu hoàng tử và bát hoàng tử đưa vào. Nếu dám bao che thì sẽ bị phạt tội. Cửu hoàng tử ham sống sợ chết nói chính là do bát hoàng tử và tiên đế làm ra, mình chỉ là giúp đỡ mà thôi. Bệ hạ đạp bàn tức giận, vậy quả nhân hỏi đệ một việc nữa. Ở Gia Mi Viện, Hesu không hiểu sao không khí có vẻ khác thường, hơn nữa không thấy Che Jiung đâu. Ra ngoài cô nhìn thấy binh lính đang đánh đập dã man một cung nữ trong viện, định ra xem thì bị Khâm Thiên Giám ngăn cản. Khâm Thiên Giám nói cung nữ Gia Mi Viện phạm trọng tội nên bị phạt trượng hình, cô hỏi người đó là ai thì ông nói đó là Che Jiung.
Hae-su nhìn xác của Jae-jung mà ngất lịm đi, trong mơ cũng không ngừng nhớ đến cô. Bệ hạ vào thăm thấy Hae-su tỉnh lại định ra đỡ thì bị Hae-su đẩy ra. Bệ hạ lúc này mới tiết lộ anh làm vậy là bởi Jae-jung luôn luôn lừa dối nàng. Hết lấy trộm đồ đem cho người khác khiến Hae-su bị nghi là gian tế, còn hạ độc thủy ngân vào nước của tiên đế. Đã thế lại còn tiết lộ con đường bí mật khiến thập hoàng tử bị bắt. Nhưng Hae-su nói tội duy nhất của cô ấy là sinh ra làm nô tỳ, cô ấy làm vậy cũng chỉ vì bị ép mà thôi. Lúc bệ hạ rời đi, Hae-su nhìn thấy một bức thư viết bằng mực đỏ kỳ lạ trên bàn nên tiến lại xem. Đó là bức di thư của Jae-jung để lại, vậy mà từ trước đến nay cô cứ nghĩ Jae-jung không biết chữ cơ chứ. Trong thư, Jae-jung nhờ Hae-su chăm sóc cho gia đình mình, còn giải bày tấm lòng ái mở minh với cửu hoàng tử. Cô chỉ xin Hae-su hãy hiểu tấm lòng của mình và đừng oán trách mình. Bệ hạ đi về phòng, nhìn thấy người trên giường đang đeo chiếc mặt nạ, tưởng là Hae-su đến thăm liền mừng rỡ tiến lại ôn lấy. Đang định hôn thì anh bỗng cảm thấy điều gì đó không đúng, liền lột mặt nạ ra. Thì ra là hoàng hậu Jon Hwa cải trang thành để nhận được sủng ái của bệ hạ. Jon Hwa nói bệ hạ muốn mình diễn tốt vai hoàng hậu, vậy thì phải trao đổi công bằng mới phải. Thần thiếp muốn phụ trách nối dõi tôn đường cho người, con trai của thiếp và ngài sẽ trở thành vua của Cao Ly. Bệ hạ hỏi cô, liệu cô có sẵn sàng từ bỏ gia tộc của mình trở thành hoàng hậu duy nhất của ta hay không? Nếu dám thì quả nhân sẽ để con trai nàng trở thành người kế ngôi, Jon Hwa còn có thể trở thành hoàng thái hậu nữa. Ở Gia Mi viện, Hae-su vẫn chưa khỏi sốc khỏi cái chết của Jae-jung. Cô nhờ thập tam hoàng tử chuyển lời cho thập tứ hoàng tử rằng cô bằng lòng rời khỏi đây cùng anh. Bệ hạ đến thăm thấy Hae-su chưa khỏe rời khỏi nên đã đến hỏi thăm. Anh đưa tay định đưa cô khỏi phòng nhưng chỉ càng khiến Hae-su thêm mệt mỏi. Cô nói mình không muốn về đó bởi vì ở đó rất cô đơn. Bệ hạ nói đừng vì Jae-jung mà đối xử lạnh nhạt với ta, cô ta cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, còn Hae-su nói cô ấy với thiếp là thật lòng. Hae-su xin được xuất cung bởi vì cô không thể gắng gượng được nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Tất nhiên điều đó bị bệ hạ cự tuyệt từ chối. Jon Hwa đang ngồi trong bồn tắm nhớ lại câu nói của bệ hạ, nói rằng Cao Ly này nhất định phải thuộc về con trai ta. Chuyển cảnh, Hae-su nhờ Khâm Thiên Giám đưa đồ cho người nhà của Jae-jung. Đúng lúc cửu hoàng tử đi vào, dáng vẻ cười nói của hắn khiến cô rất tức giận, cảnh cáo nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cửu hoàng tử cười khẩy, hỏi Hae-su tưởng mình là tình nhân của bệ hạ mà muốn làm gì thì làm hay sao. Bệ hạ cho gọi Hae-su vào để sắc phong cô làm phu nhân, đợi cô sinh con xong sẽ phong làm nhị hoàng hậu. Hae-su không thích tam thê tứ thiếp nên từ chối đề nghị này. Bên này, Bát hoàng tử đang bày mưu tính kế cùng cửu hoàng tử lên kế ly gián tình anh em giữa thập tam hoàng tử và bệ hạ. Chúng cho người giết hại những người hậu bách tế, còn đem ra ngoài chợ cho bàn dân để cảnh cáo. Công chúa Uhi đang đi dạo cùng thập tam hoàng tử nhìn thấy cảnh này thì ngỡ ngàng. Trong buổi chầu, Khâm Thiên Giám đã tâu nô lệ hậu bách tế đang nổi loạn, giết hại rất nhiều quý tộc, cần điều động binh lính đi dẹp loạn. Nhưng bệ hạ không đồng ý, bởi vì làm vậy sẽ dẫn đến thương vong, còn làm giảm uy tín của vua trong mắt của người dân. Các quý tộc thi nhau cầu xin bệ hạ cho quân đi dẹp loạn, bảo vệ quý tộc, nên bệ hạ cũng hạ lệnh cho, nhưng không được phép dùng vũ khí sắc nhọn tránh đổ máu. Bát hoàng tử thời cơ xin cho thập tam hoàng tử dẫn quân, nếu để cho lời ra tiếng vào rằng người hậu bách tế đứng đằng sau điều khiển quan thần của triều đình sẽ càng khó giữ ngôi. Thập tam hoàng tử nghe thấy lời ấy nên đã xin bệ hạ cho mình ra quân, nói mình sẽ không sao đâu. Thập tam hoàng tử chải tóc cho Uhi, anh nói mình khi nào quay về sẽ cưới Uhi. Công chúa Uhi hạnh phúc, thầm nghĩ lúc này chỉ muốn làm bạn đời của bệ hạ, nhưng cô cũng biết điều đó sẽ không thể xảy ra. Bệ hạ đã ban chiếu xóa bỏ thân phận nô lệ cho những người dân hậu bách tế để làm yên lòng họ. Nhưng bọn họ đều không tin điều này, còn nghĩ là hoàng thượng phỉ báng họ nên càng tức giận kéo nhau vào thành. Đúng lúc họ đi vào thì công chúa Uhi đã đứng trên tường thành, bên cạnh có khẩu hiệu thống nhất Tam Hàn, điều đó làm người dân hết sức hoang mang. Thập tam hoàng tử thấy thế định ngăn cản thì cô không cho phép đến gần, bởi vì cô sợ anh sẽ không quên được dáng vẻ ấy. Uhi thân là công chúa nên phải lấy tính mạng của mình để bù đắp lỗi lầm. Thập tam hoàng tử ôm lấy cơ thể của Uhi gào khóc, đêm về nhìn bức tranh vẽ người mình yêu với dáng vẻ tiều tụy. Hae-su đi đến bên cạnh anh an ủi, khuyên anh đừng vì điều đó mà làm hại chính mình. Thập tam hoàng tử nhớ ra bệ hạ đã biết thân phận của Uhi, vì thế ngày hôm sau đã đi đến điện chất vấn. Bệ hạ cũng không ngờ rằng cô ấy đã chọn cái chết để giải phóng nhân dân của mình. Bệ hạ làm vậy cũng là để cứu tiểu đệ của mình mà thôi. Thập tam hoàng tử nói mình biết cả rồi, nhưng không thể chấp nhận được sự thật ấy. Sau đó anh quỳ xuống gập đầu rồi rời đi, mặc cho bệ hạ ra sức gọi lại. Trở về phòng, bệ hạ nhìn Jon Hwa, hỏi cô đã quyết tâm rồi sao? Jon Hwa gật đầu. Hôm sau, Bát hoàng tử dâng lên tặng bệ hạ một con chim ưng để đi săn. Cửu hoàng tử ra mặt tiếp lời, nói tình huynh đệ thật cảm động, gia đình hòa thuận thì quốc gia sẽ rất yên ổn. Nhưng lúc mở tấm rèm ra thì là một con chim ưng chết. Đại thần gia tộc khác nhanh chóng lấy cớ đây là đang nguyền rủa bệ hạ, chuyện này không thể nhân nhượng được. Đây rõ ràng là tội mưu phản mà, vô cùng chính xác thưa bệ hạ. Bát hoàng tử quỳ xuống cầu xin, nói mình bị vu oan mà thôi, nhưng bệ hạ nói về lý phải xử tử mà thôi. Bệ hạ oang su thật thâm độc, cấu kết với cửu hoàng tử và các gia tộc khác để hãm hại Bát hoàng tử. Thái phi Hoang Bồ chạy vào phòng hoàng hậu, cầu xin hãy cứu lấy ca ca mình. Nhưng điều này bị hoàng hậu cự tuyệt, cho rằng không thể vì chuyện nhỏ mà can dự vào triều chính được. Chuyện nhỏ,
người lại coi tính mạng ca ca mình là chuyện nhỏ sao? Bây giờ bổn cung đã là hoàng hậu rồi, dù thương xót ca ca thì cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Thái phi tức giận không nói nên lời, không ngờ các con của mình như thế mà hãm hại nhau. Bát hoàng tử vẫn ngồi quỳ gối trong điện, Hesu thì đến gặp bệ hạ cầu xin bệ hạ tha tội cho bát hoàng tử. Bệ hạ biết Hesu thương các hoàng tử, nhưng Hesu đích thân quỳ xuống cầu xin cho bát hoàng tử như thế khiến anh không thể chịu được. Hesu nói đã sớm biết người giết con chim ưng đó là bệ hạ muốn đẩy hoàng tử Oang Úc đến bờ vực cái chết. Bệ hạ Oang Su nói hắn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện, còn cố ý chia cắt hai chúng ta nữa, vậy thì đáng tha chết sao? Hesu xin bệ hạ hãy dừng lại, nếu không sẽ chịu phải báo ứng mất, thiếp không muốn mọi người gọi ngài là quân vương hút máu. Bệ hạ thấy nước mắt của Hesu cũng không đành lòng, chỉ đành đồng ý không giết, nhưng bát hoàng tử sẽ bị đày về quê, bị nhốt trong phòng không được rời nửa bước. So với xử chết thì hình phạt này phù hợp với đệ ấy hơn ấy. Hesu nhìn bệ hạ mà trong lòng sợ hãi, không ngờ người ấy bây giờ lại tàn nhẫn đến mức này. Hesu ngồi bần thần trong cung nhặt cánh hoa thì hoàng hậu Giòn Hoa đi vào. Hesu nói mình đã nhận được tin của bát hoàng tử rồi, hẳn hoàng hậu cũng đau lòng lắm. Giòn Hoa nói bản thân đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, tự hỏi có phải mình đã làm hại ca ca của mình không. Nhưng ta nhận ra người khiến ca ca thay đổi không phải là ta mà là cô. Bởi vì năm lần bảy lượt cô luôn miệng nói hãy cẩn thận với tứ hoàng tử, đừng cản đường hoàng tử Oang Su, anh ấy vì thích cô nên cố gắng để làm vua. Vì thế có chết cũng không chấp nhận nam nhân khác làm vua, vậy mà cô cứ luôn miệng nói về tứ hoàng tử xưng vương, khiến ca ca thay đổi. Hesu không thể ngờ mình chính là người gây nên tất cả, Giòn Hoa nói chính cô là người đã hủy hoại mọi người, vậy mà mặt dày sống đến tận giờ. Lúc bệ hạ đang ngồi vẽ tranh thì thập tứ hoàng tử đi vào. Anh đưa di chiếu của tiên đế Oang Du để lại ban thưởng cho anh thành hôn với Hesu. Bệ hạ đọc xong liền vứt nó đi, nói là đây là đồ giả mạo, nhưng thập tứ hoàng tử nói bút tích là thật. Hesu không phải hoàng hậu, cũng không ở hậu cung, xét về thân phận không có lý do gì mà không thể thành thân với bệ hạ được, hơn nữa đệ đã thông báo cho mọi người cả rồi. Bệ hạ nghiến chặt tay định ra lệnh xử tử thì thập tứ hoàng tử nói đây là ý của Hesu, cô đã đồng ý thành hôn với anh. Hoàng tử xông vào phòng hỏi Hesu có biết chuyện này không, Hesu cũng bất ngờ nên hỏi từ bao giờ. Từ lần Oang Dung đánh quân ngoại xâm trở về rồi, nhưng ta biết chuyện này không phải, chắc chắn là làm giả. Hesu nói là mình đã đồng ý, nếu làm sai chiếu thì sẽ bị phạt rất nặng. Nhân tiện cô cũng nói mình không thể ở bên người được nữa, vì đôi lúc cô cảm thấy chán ghét mối quan hệ này. Thần thiếp không muốn giữa chúng ta chỉ còn sự căm ghét, chi bằng để thiếp rời đi. Nhưng cô chưa nói hết câu thì đã bị bệ hạ từ chối. Giòn Hoa đi vào phòng trách mắng bệ hạ không làm theo di chiếu, nhẫn tâm bắt thiếp từ bỏ gia đình, nhưng một mình Hesu thì không chịu. Phải, duy chỉ Hesu là không thể. Thần thiếp sẽ chờ xem người cứng đầu đến lúc nào, bệ hạ có thể từ bỏ ngôi vị, nhưng thần thiếp thì không. Bát hoàng tử trầm ngâm trong phòng, nhớ lại khoảnh khắc Hesu đến bên anh thông báo đã được bệ hạ tha mạng. Anh hỏi nếu nàng bị liên lụy thì sao? Hesu đáp bất cứ hoàng tử nào thì cô cũng sẽ làm vậy mà thôi. Cô khuyên anh hãy từ bỏ đi thôi, kể cả hoàng vị hay là tôi, như vậy sẽ chẳng còn ai đau khổ nữa. Lúc này, hoàng hậu Giòn Hoa đi vào, xin anh hãy giúp cô một việc. Hôm sau, bát hoàng tử đến gặp bệ hạ, tâu rằng bản thân muốn nói về mối quan hệ giữa đệ và Hesu. Nếu bệ hạ chưa biết thì đệ và Hesu đã từng có hôn ước, trước khi trở thành nữ nhân của bệ hạ thì Hesu đã từng là nữ nhân của đệ. Hoàng thượng tức giận đi đến chất vấn Hesu, nói ta đã hiểu vì sao mà nàng lại lo lắng cho Oang Úc như vậy rồi. Chiếc vòng tay nàng đeo, hẹn hò trong chỗ trốn của Gia Mi Viện. Hóa ra là nàng đã có hôn ước với Oang Úc, người mà nàng trước đây từng yêu, vậy ra chính là Oang Úc. Vâng, đúng là như vậy. Bệ hạ đau lòng nghĩ lại tất cả, hãy nói đây là lời nói dối đi. Chúng ta từng nói rằng sẽ không lừa dối nhau mà, cô định tiến đến gần nhưng bệ hạ bất giác lùi lại né tránh. Thậm chí còn lạnh lùng gạt Hesu ra, nói từ nay mình không muốn nhìn mặt cô nữa. Hesu lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, đến người cô yêu cũng chẳng còn tin mình nữa, vậy thì ở đây có thiết gì cơ chứ? Ngày cô rời đi, bệ hạ cũng chẳng tới đưa tiễn. Thập tam hoàng tử bên này dâng rượu tiễn cô đi, nói nếu sớm biết thì sẽ không để cô rời đi đâu. Nhưng Hesu nói rời khỏi hoàng cung cũng chỉ có cách này mà thôi, dù không đành lòng nhưng mối quan hệ của chúng tôi đã trả giá quá nhiều rồi. Bát hoàng tử cũng đến để tạm biệt Hesu, anh dặn cô nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt và hãy cắt đứt mọi thứ sạch sẽ. Sau đó anh hít một hơi ôm chầm lấy cô, đời này duyên tận từ đây. Cả hai mỉm cười thay lời tạm biệt. Hesu quay người nhìn lại, mong chờ người cô yêu sẽ đến, nhưng có lẽ là không thể. Nếu không gặp sẽ không yêu, nếu không biết sẽ không nhớ, chưa từng bên nhau sẽ chẳng phải chia xa, gặp nhau chi bằng không gặp. Còn bệ hạ trong phòng Hesu cũng ôm lấy chiếc váy cưới của Hesu mà rơi nước mắt. Thập tứ hoàng tử ở nhà đã chờ sẵn, anh đưa tay đón lấy Hesu dẫn vào phòng. Anh còn lén chuẩn bị lễ thành hôn cho hai người. Biết Hesu buồn nên anh nói mình chỉ đưa cô rời hoàng cung thôi, cả hai vẫn sẽ làm bạn. Nói xong đưa Hesu chiếc châm cài đầu mà tứ hoàng tử đã từng tặng cô. Ở phủ của thập tứ hoàng tử, Hesu ngồi vẽ bóng dáng người yêu trên đá, còn thập tứ hoàng tử thì tập luyện võ thuật. Thập tứ hoàng tử biết có người đang theo dõi hai người nên cố tình bảo Hesu lau mồ hôi trán cho mình. Anh bảo cô đi vào nhà, bởi vì thái y sắp đến rồi. Thái y bắt mạch cho cô nói cô đã sớm mang thai rồi,
nhưng vốn đã yếu nên nếu sinh con thì e rằng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Hesu nói mình không sao, chỉ cần con mình sinh ra bình yên mà thôi. Thập tứ hoàng tử không cho phép tin này lọt ra ngoài, bảo cô hãy cứ ở đây nghỉ ngơi. Bệ hạ nhận được tin điều tra thì vô cùng tức giận, nhưng đâu biết Hesu ngày ngày vẫn vẽ hình bóng người mình yêu. Bệ hạ bí mật đến thăm thấy cảnh thập tứ hoàng tử bế Hesu vào phòng thì nổi lòng ghen. Ở trong phòng, Hesu và thập tứ hoàng tử cùng với nhau nói chuyện rất vui vẻ, anh còn chọc cho cô cười khiến bệ hạ bên này nghe lén thì rất tức giận. Bệ hạ ra lệnh từ nay không cần báo cáo tình hình của Hesu cho anh nữa, tốt nhất đừng để tin này lọt tai đến anh. Đến ngày Hesu sinh con, thập tứ hoàng tử đứng ngoài lo lắng không thôi. Nhìn đứa bé không phải là của mình khiến anh có chút không vui. Hesu sinh con xong thì cơ thể trở nên rất yếu, cô chỉ lặng lặng đưa anh lá thư nhờ anh gửi đến bệ hạ, nói mình muốn gặp người. Bút tích của Hesu giống điện hạ nên anh đã ngồi viết lại. Bệ hạ nhìn nét bút của anh nên vứt thư sang một bên, nghĩ cũng chỉ là thư chửi rủa mà thôi nên chẳng muốn đọc. Hesu bên này không biết tại sao bệ hạ không hồi âm. Thập tứ hoàng tử nhìn cô buồn rầu nên rủ cô ra ngoài để giải tỏa tâm trạng, anh đã đặc biệt mời đến đoàn ca hát nổi tiếng nhất Sung A. Khi nghe giới thiệu là bài hát của cung nữ bệ hạ sủng ái, Hesu nhớ ra đó chính là bài hát cô đã hát trong sinh nhật của thập hoàng tử. Biết mình sẽ không qua khỏi, nên cô đã cầu xin thập tứ hoàng tử nhất định phải thay cô bảo vệ đứa bé, nhất định không được để nó vào cung. Hesu mệt mỏi dựa đầu vào vai thập tứ hoàng tử, anh hỏi cô kiếp sau sẽ nhớ anh chứ? Hesu đáp mình sẽ quên hết tất cả thôi. Cứ thế, Hesu ra đi trong vòng tay của thập tứ hoàng tử. Bệ hạ nghe tin Hesu mất thì không tin vào tai mình. Anh lôi đống thư mà thập tứ hoàng tử gửi đến ra đọc mà không ngừng khóc nấc lên. Cô vẫn luôn yêu anh, mọi ký ức về cả hai người cô đều nhớ và vẫn luôn là thế. Bệ hạ phi ngựa như bay khỏi hoàng cung. Anh xông vào phòng khóc lóc, miệng không ngừng gào tên Hesu như đứa trẻ, nhưng nhìn bình cho trên bàn thì đã quá muộn rồi. Thập tứ hoàng tử trách anh tại sao đến muộn vậy, bệ hạ tức giận nắm lấy cổ áo của anh, nói tất cả là tại ngươi. Nhưng lẽ ra người phải biết chuyện Hesu sắp chết rồi chứ, người còn bố trí thám tử khắp nơi nữa. Thập tam hoàng tử can ngăn, nói lẽ ra chính đệ cũng phải biết bệ hạ đã không còn nghe tin của hai người rồi mới phải chứ. Bệ hạ ôm lấy bình cho không ngừng khóc lóc, rồi đem rời đi. Anh đang định xông vào ngăn cản thì thập tam hoàng tử ngăn cản, hãy nhớ Hesu muốn ở bên cạnh ai đi chứ. Hesu đã bị kẹp vào thế khó xử giữa chúng ta, đệ chẳng lẽ không muốn Hesu yên ổn hay sao? Thập tứ hoàng tử lôi ra di vật của Hesu, không ngừng khóc lóc, thập tam hoàng tử hiểu ra tất cả, ôm lấy anh an ủi. Cửu hoàng tử bị xử tử vì tội mưu phản, phải tự uống thuốc độc để chết. Thập tam hoàng tử đến thăm bát hoàng tử, nhìn thấy đứa bé đang trốn sau gốc cây thì đi đến hỏi thăm. Đó là con gái của bát hoàng tử, tên là Búc Sun. Nghe thấy cái tên này có chút quen thuộc, anh nhớ về công chúa Uy. Đúng lúc này, bát hoàng tử đến gặp anh, cả hai đi dạo trong vườn. Bát hoàng tử nay đã già đi nhiều, sức khỏe cũng yếu hơn trước nhưng vẫn âm thầm quan sát chuyện chính sự. Anh nói dạo này mình cũng hay nhớ về nhiều người cũ, bác A hỏi anh nhớ đến Hesu sao, nhưng bát hoàng tử nói mình cũng không rõ. Anh chỉ nói, đến bây giờ mới nhận ra người mình thực sự yêu có lẽ chính là Myung. Hoàng hậu Giòn Hoa trách bệ hạ tại sao không đến thăm sinh nhật con trai, tại sao không thể tin tưởng con của mình cơ chứ. Bệ hạ Oang Su đáp, quả nhân hiểu rõ sớm muộn đứa trẻ kia và hoàng hậu cũng sẽ gây bất lợi với quả nhân mà thôi. Giòn Hoa hỏi có phải bệ hạ vẫn chưa quên được Hesu phải không? Vì Hesu mà ban hành luật giải phóng nô lệ, đòi muôn dân bình đẳng. Cuối cùng thần thiếp cũng hiểu vì sao Hesu lại rời bỏ người rồi. Bệ hạ đến thăm nơi cũ thì bỗng có đứa bé chạy qua đâm phải, bất giác nhớ đến Hesu. Bệ hạ hỏi cô bé là ai thì bỗng nhiên cha đứa trẻ đi đến. Hóa ra đứa trẻ này là con của thập tứ hoàng tử, bởi hôm nay là ngày giỗ của Hesu nên mới đi vào hoàng cung thăm mộ cô. Nhìn đứa trẻ này, bệ hạ bỗng cảm thấy nghi ngờ, tại sao mới đây tái hôn mà đã lớn nhanh như vậy chứ? Lúc thập tứ hoàng tử định bế đứa bé rời đi thì nhìn thấy chiếc châm cài đầu mình đã tặng cho Hesu nên ngăn cản không được rời đi. Thập tứ hoàng tử liền quỳ xuống cầu xin, bởi vì Hesu đã nhờ đệ không để con vào trong cung ở, sợ rằng con sẽ rất cô đơn. Bệ hạ hiểu đứa bé chính là con mình, nếu đã là di nguyện của Hesu thì anh không muốn làm trái. Anh thu hồi lệnh, cho phép thập tứ hoàng tử có thể thỉnh thoảng đến hoàng cung. Khâm Thiên Giám cho Di Mông rời đi, bệ hạ ra đưa tiễn mà không nỡ. Trước khi đi, Khâm Thiên Giám nói tiểu thư Hesu e rằng không phải là người của thế giới này, nên mong bệ hạ sẽ sớm quên cô đi. Đúng lúc này, nhật thực toàn phần xảy ra, bầu trời bỗng tối đen như mực. Chuyển cảnh, một cô gái bỗng nhiên tỉnh lại sau giấc mơ. Cô bất giác rơi nước mắt, tự hỏi không biết anh ta là ai vậy chứ. Ở chỗ làm, cô gái nói chuyện với bạn mình cứ luôn mơ thấy giấc mơ về một người đàn ông có vết sẹo dài, còn che mặt nạ nữa. Người bạn nói là do cô mất trí nhớ thôi, cũng kể từ một năm cậu mất trí nhớ rồi mà. Nhưng cô gái vẫn không hiểu tại sao cứ mỗi lần mơ là lại rơi nước mắt. Hesu ngó nhìn một người đàn ông đang kể chuyện lịch sử, dáng vẻ ấy có chút quen thuộc. Người đàn ông đó sau đó ra chỗ cô, nhìn chằm chằm khiến cô gái có chút khó hiểu. Ông hỏi cô tên là Go Hajin sao? Vâng, tôi họ Go. Cô biết họ Go ngày nay là họ hay thời Cao Ly đó chứ? Cũng vừa khéo chúng tôi đang quảng bá văn hóa mỹ phẩm Cao Ly. Khi vị khách nói đến mùi hoa hồng thì bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Lúc rời đi,
Hajin đi qua phòng tranh thời Kali, bỗng cô nhớ lại những ký ức xưa kia. Từ cảnh trong lễ đuổi quỷ, cho đến lễ cầu mưa, rồi cả bức tranh của vua Kali nữa. Cô nhớ lại tất cả, vậy ra đây không phải là giấc mơ. Nhìn bức tranh vẽ dáng vẻ cô đơn của người cô yêu trong triển lãm, Hesu chỉ biết khóc, xin lỗi vì đã để chàng một mình ở đó. Bên kia, thập tam hoàng tử thông báo Batka cũng đã ra đi rồi, sau đó anh cũng xin phép rời khỏi hoàng cung. Vậy là những người thân cuối cùng cũng đã bỏ anh mà đi, nhìn hoàng cung lạnh lẽo không bóng người lúc này, bệ hạ chỉ nói, đúng là kiếp phù du. Anh lấy tay gạt bỏ lớp trang điểm, để lộ ra vết sẹo trên mặt mình, thề rằng dù Hesu có ở thế giới nào thì mình cũng sẽ đi tìm cô. Vậy là hết phim rồi, cảm ơn các bạn đã xem.